chương 1031, triệu cô nương hai Tâm mắt của thực phù không ngừng chuyển động qua lại giữa chu phàm và triệu nhã trúc hắn không mạo muội lên tiếng hắn đang phán đoán triệu nhã trúc có đang lừa hắn hay không mẹ từng nói vĩnh viễn đừng xem nhẹ thiên tính xào quỷ của nhân loại sắc mặt triệu nhã trúc hơi trầm xuống nói ngươi gọi ta là tiền bối ý là ta đã già rồi à chu phàm ạc một tiếng ta nghĩ ta chỉ già hơn ngươi một hai tuổi xin hãy gọi ta là nhã trúc hoặc nhã trúc tỷ tỷ sắc mặt triệu nhã trúc lạnh lùng nói nhã trúc hoặc nhã trúc tỷ tỷ ta không ngờ ngoại hình ngươi khí phách như vậy lại để ý tới loại chuyện này khóe miệng chu phàm giật giật chỉ có thể cười vượng nói vậy ta gọi ngươi là triệu cô nương ngươi thấy sao nhã trúc hoặc nhã trúc tỷ tỷ hắn thật sự không gọi ra được triệu nhã trúc chỉ hơi gật đầu xem như chấp nhận cách gọi này lúc này nàng mới nhìn về phía thực phủ trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị ngươi vừa rồi nói gì tiểu nam hài nói xong Triệu Nhã Trúc phá lên cười. Chu Phàm hơi ngẩn ra, hắn nhìn về phía thực phủ, thực phủ đang hung tợn nhìn Chu Phàm. Thì ra ngươi là nữ hải. Chu Phàm rất nhanh liền có phản ứng, lập tức có chút không biết phải nói gì. Hắn không ngờ mình như vậy cũng nhận sai. Mối chốt là thực phủ này để tóc mắn như nam hải, khuôn mặt thanh tú mà lại có chút trung tính, thanh âm cũng trung tính. Hắn mới nhận sai. Có điều Chu Phàm không quan tâm tới điều này, hắn quan tâm tiểu hài này rốt cuộc là lai lịch gì hơn. Nàng không phải người dẫn dắt, Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói. Không phải người dẫn dắt, chẳng lẽ cũng là người lên thuyền như ta? Trúc Phàm hơi nhíu mày, hắn biết, ở trên thiền, người lên thiền vĩnh viễn chỉ có một, nếu thực phù là người lên truyền, chẳng phải là. Nàng đương nhiên cũng không phải người lên truyền, cho dù nàng giống như ngươi, đều đến từ thế giới bên ngoài. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía thực phù, nàng nghĩ một chút lại nhắc nhở, tiểu gia hỏa, ngươi ra đến bên ngoài, đừng nhắc tới với bất kỳ ai về chuyện nơi này, bằng không trong nháy mắt ngươi muốn mở miệng, ngươi sẽ bị truyền giết chết vì sao ta phải tin ngươi lúc này thực phù mới mở miệng nói trong mắt nàng mang theo vẻ cảnh giác rất sâu cho dù triệu nhã trúc không biểu lộ ra ác ý đối với nàng nàng cũng sẽ không tùy ý tin lời bất kỳ một sinh linh xa lạ nào đây là chi thức thứ nhất mẹ dạy cho nàng triệu nhã trúc cười ha ha nói ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi như ngươi đối với ta mà nói chính là biến hóa lớn nhất của lần thức tỉnh này ta không hy vọng ngươi cứ vậy bị truyền gạt bỏ. Đương nhiên nếu ngươi không tin, bị giết chết, ta cũng không cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng thực phù trở nên lắc lư bất định, sau khi nàng mù say, liền xuất hiện ở đây. Nàng đến nay vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu cô nương, nàng vừa không phải người dẫn dắt cũng không phải người lên truyền, vậy thì là gì? Trúc Phàm khó hiểu hỏi. Ngươi muốn biết à? Triệu nhã trúc quay đầu nhìn về phía Trúc Phàm. Cho ta một trăm con sâu sám lớn, ta nói với ngươi, một vấn đề đòi một trăm con sâu xám lớn. Sao ngươi không đi cướp đi? Chu Phạm có chút không biết phải nói gì. Ngươi dẫn dắt Triệu Nhã Trúc này trả lời vấn đề cũng quá đắt rồi. Triệu Nhã Trúc không tức giận, nàng chỉ mỉm cười nói. Ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc với ta, có thể chưa rõ, sau này ngươi sẽ biết, ta luôn đòi rất đắt. Ồ, từ tin tức thiền truyền cho ta có thể thấy được, ngươi dẫn dắt kỳ trước một vấn đề chỉ lấy ngươi người con sâu xám lớn, cho nên ta sẽ thu gấp chục lần, đây là quy củ của ta, nếu ngươi cảm thấy đắt thì có thể không hỏi hiện tại ta cuối cùng cũng biết vì sao ngươi béo như vậy khóe miệng chu phàm khẽ động yên lặng oán thầm một câu hắn vừa nhìn thực phù một cái trong mắt thực phù lộ ra vẻ nghi hoặc nàng đang nghĩ sâu sám lớn là gì một trăm con sâu sám lớn không chỉ bao gồm nàng là ai còn có tất cả tin tức của nàng thống nhất như vậy chứ chu phàm hỏi lại chu phàm nóng lòng biết người lạ đột nhiên xuất hiện thêm này rốt cuộc là thế nào cho nên tạm thời không muốn tính toán với triệu nhã trúc nhưng bất kể là như thế nào cũng không thể một trong con sâu xám lớn vậy chỉ nghe được mấy chữ vậy thì hắn không chấp nhận được ngươi còn muốn cò kè mặc cả với bản cô nương à thịt trên mặt triệu nhã trúc run lên nàng nhướng mày rộng cho ngươi biết thân phận của nàng mới có thể đẩy mạnh chuyện theo phương hướng ta nghĩ tốt hơn lần này cho ngươi tọa nguyện nhưng lần sau không được tái phạm trúc phàm hừ một tiếng thầm nghĩ nên là ta nói lần sau không được tái phạm mới đúng chương một nghỉ không 32, người phụ tá đây là triệu nhã trúc đồng ý với yêu cầu của chu phàm nàng dơ hữu trưởng dài rộng lên có một dòng sương mù bay về phía nàng đến chỗ lần nàng sương mù ngưng tụ thành một vòng tròn một số vòng hư ảo rất nhanh hóa thành quả cầu lưu ly li. nhìn sâu xám lớn du đãng rè đập trong quả cầu lưu ly li. trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc ở chỗ mặt sông này đã thu thập được hơn một vạn sáu ngàn con sâu xám lớn không tồi nàng vươn tay bàn tay tự nhiên lướt qua vách quả cầu lưu ly li, tóm lấy một bó sâu xám lớn những sâu xám lớn đó dễ dụ bị bàn tay rút ra khỏi quả cầu lưu ly rất nhanh liền hóa thành quang mang màu xám chui vào trong lòng bàn tay nàng chu pham trầm mặc nhìn hắn đã sớm biết những người dẫn dắt này không có sự đồng ý của hắn thì không thể lấy đi sâu xám lớn trải qua hắn đồng ý có thể lấy đi số lượng sâu xám lớn không nhiều hơn một con cũng không ít hơn một con người dẫn dắt không thể lấy nhiều tự phủ cũng đang quan sát trong lòng nàng hiểu rồi đây là sâu xám lớn mà chu phàm vài triệu nhã chúc nói nhưng nàng không biết có ích lợi gì Triệu Nhã Trúc lấy đi sâu sám lớn, nàng vẫy vẫy tay, khiến quả cầu lưu ly bay tới, nàng mới nhìn Chu Phàm nói: "Tiểu gia hỏa này là người phụ tá." "Người phụ tá?" Chu Phàm lẩm bẩm, vừa không phải người lên truyền, cũng không phải người dẫn dắt, là người phụ tá, hắn nhìn về phía Triệu Nhã Trúc, ý bảo Triệu Nhã Trúc giải thích thêm. Thực phù cũng hỏi vẻ mặt nghi hoặc, nói thật, đây là sau khi ta tỉnh lại, tiền nói cho ta biết, ta làm người dẫn dắt lâu như vậy, nhưng trước giờ lại chưa từng thấy người phụ tá, trên mặt triệu nhã trúc lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường vì sao là nói với ngươi lại không phải nói cho ta trúc phàm có chút khó chịu nói hắn hiện tại cũng có thể trao đổi với thiền ngươi có thể trao đổi với truyền mặt triệu nhã trúc lộ vẻ kinh ngạc điều này ở trong những người lên thiền trước kia là rất ít thấy tiền có chuyện gì đa số đều là liên hệ với người dẫn dắt nàng vượt từ trong ngủ say dài đang đãng tỉnh lại tình hiểu được không ít tin tức về chu phàm nhưng những tin tức đó cần lớn là cảnh giới tu vi tình trạng thân thể không đại biểu cho nàng biết tất cả mọi chuyện của chu phàng sau này triệu cô nương sẽ biết ta không phải người lên truyền bình thường ta nghĩ triệu cô nương tốt nhất đừng thu phí mà tận tâm tận trách phụ trợ ta như vậy nói không chừng thiền rất nhanh đạt tới trung điểm chúng ta đều có thể sớm ngày rời trên chu phàm cười nói đây đã là người dẫn dắt thứ tư mà hắn tiếp xúc đối với người dẫn dắt hắn cũng coi như có tìm hiểu trình độ nhất định trên mặt triệu nhã trúc nộ do vẻ khinh thường cười to nói ngươi không phải người lên truyền đầu tiên nói như vậy Người lên thuyền ta từng thấy ở trên thuyền còn nhiều hơn người cả đời ngươi từng thấy những người lên truyền đó mỗi một người đều khác nhau nhưng bọn họ đều không có ngoại lệ tồn tại một đặc trưng chung đó chính là cực kỳ tự kỷ cho rằng mình là độc nhất vô nhị kết quả mỗi lần ta tỉnh lại ngập phải đều là người lên thuyền mới những người lên thuyền đó đi đâu rồi ngươi biết không có muốn bỏ ra một trăm con sâu xám lớn để bản cô nương nói cho ngươi không chu phàm ngẩng đầu nhìn huyết cầu to lớn trong không trung thở dài bọn họ đều thành một bộ phận của huyết cầu. đương nhiên nếu một trăm con sâu xám lớn ngươi có thể nói cho ta biết tầng trong cùng của huyết cầu là gì, vậy ta sẽ cho ngươi một trăm con sâu xám lớn. đó là bí mật mà ngay cả vũ cũng không biết. Xem ra mấy người dẫn dắt trước nói với ngươi không ít thứ. triệu nhã trúc hừ lạnh một tiếng, sao ta có thể biết được tầng trong của huyết cầu là gì? nếu ngươi biết, bản cô nương có thể cho ngươi một ngàn con sâu xám lớn. cho nên chúng ta cứ lại nói về người phụ tá đi. chu phàm lắc đầu nghiêm mặt nói hắn suy đoán tiền nói tin tức về người phụ tá với người dẫn dắt vậy có khả năng đây vốn chính là chỉ người dẫn dắt có thể biết người dẫn dắt có thể căn cứ vào ý nguyện của mình để quyết định có nói với người lên thuyền hay không đương nhiên hiện tại xuất hiện người phụ tá dùng người lên thuyền để xưng hô hắn có lẽ là không quá chính xác có điều đây chỉ là xưng hô cố hữu của người dẫn dắt đối với hắn cũng không cần quá để ý ta chưa từng thấy người phụ tá nhưng đó là bởi vì ta ở vị trí vào phía trước nói không chừng người phụ tá ở phía sau mới xuất hiện Triệu Nhã Trúc lại chậm rãi nói. Ngươi nói nói không chừng. Nói cách khác đây chỉ là suy đoán của ngươi sao. Khu Phàm nhíu mày nói. Trưng 1033, ba ba. ngươi hầu. Đây quả thật là suy đoán, bởi vì thiệt không nói cho ta biết trước kia có từng xuất hiện người phụ tá hay không. Nó nói cho ta biết phần lớn là tin tức phương diện khác về người phụ tá. Triệu Nhã Trúc cười nói. Nhưng bất kể là như thế nào, điều này đối với ta mà nói. Hoàn toàn là biến hóa mới sau khi ngủ say tỉnh lại. Bình Hoa không biết nguyên nhân. Hy vọng có thể cho mang đến nhiều lạc thú hơn cho lần thức tỉnh này của ta. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía thực phù, nàng không hy vọng thực phù sẽ chết quá nhanh. Mỗi lần tỉnh lại đều chỉ đối mặt với người lên thiền, nàng đã sớm chán ngấy lại cục diện nhất thành bất biến này rồi. Sắc mặt thực phù âm tình bất định, tâm tình Chu Phàm có chút trầm trọng. Trước kia Triệu Nhã Trúc chưa từng xuất hiện, vậy đây có thể là sự vật mới sinh lần đầu tiên xuất hiện, cũng có thể là chỉ có về sau mới xuất hiện. Nhưng bất kể là như thế nào đều là biến hóa hiếm thấy, là vì nguyên nhân của mình sao? Cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay là xấu. Loại biến hóa này là tối nay trước khi tiến vào khôi hà không ra là không hề dự đoán được. Nếu là trước kia, hắn chỉ cần đánh cửa chu toàn với người dẫn dắt. Hiện tại người phụ tá này sẽ mang đến nhiều biến hóa không biết hơn. Triệu cô nương, xin tiếp tục. Ngươi nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói đến ý nghĩa xuất hiện của người phụ tá. Tiền có không nhắc tới chuyện về phương diện này không? Chu Phàm hít sâu một hơi tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có, ngươi dẫn dắt như chúng ta chính là dẫn dắt người lên thuyền đưa thiền đến trung điểm cách nói thiền truyền cho ta là ngươi phụ tá tên sao nghĩ vậy nàng là tới đây phụ tá cho người lên truyền đôi mắt triệu nhã trúc biến thành có chút sâu thẳm tiểu nha đầu này là tới phụ tá ta chu phàm có chút kinh ngạc nói điều đó là không có khả năng sắc mặt thực phù lạnh lùng nói trong lòng chu phàm chỉ là có chút kinh ngạc nhưng lúc trước từ trong ba chữ người phụ ta đã có một số suy si đoán không tính là quá kinh ngạc thực phù mở miệng phản đối lại khiến hắn hơi ngẩn ra. Tiểu gia hỏa, vì sao ngươi cảm thấy không thể? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Ánh mắt thực phú lấp lánh, mặt nàng lộ vẻ kiêu ngạo nói. Bởi vì ta không đồng ý, ta là vương giả trời sinh, sẽ không làm phụ tá cho bất kỳ sinh linh nào. Ngươi thôi đi. Chu Phàm ôm mặt, Triệu cô nương, ta không hiểu, tuổi nàng nhỏ như vậy thì có thể làm gì cho ta? Cho dù thiền muốn tìm một trợ thủ cho ta, cũng đừng tìm một tiểu hài tử, muốn ta hỗ trợ chiếu cố tiểu hài tử à coi ta thành bà vũ ư trúc phàm có chút không biết phải nói gì thầm bổ sung một câu ở trong lòng triệu nhã trúc cười khẽ một tiếng nói để ai làm người phụ tá không phải ta có thể quyết định về phần vì sao tiểu gia hỏa này là người phụ tá tiền cũng không đưa ra giải thích gì bất kể các ngươi có nguyện ý hay không đây đều là sự thực không thể thay đổi vậy nàng phụ tá ta thế nào trúc phàm hỏi không biết tuyền chưa nói triệu nhã trúc lắc đầu nói Chu Phàm không biết đáp lại thế nào. Đã nói là phụ tá, lại không đưa ra biện pháp phụ tá. Thế còn coi là người phụ tá sao? Hắn tỏ vẻ rất hoài nghi. Có điều tin tức thiền đưa ra là người phụ tá và ngươi đều đến từ thế giới bên ngoài. Nếu các ngươi thực sự muốn làm quen, có thể hẹn một địa điểm lập mặt. Triệu Nhã Trúc đề nghị. Chu Phàm nhìn về phía thực phu vẫn bảo trì cảnh giác ở một bên, cười hỏi, ngươi là người phương nào? Và đang ở nơi nào? Đối mặt với người phụ tá đột nhiên xuất hiện, Chú Phạm vẫn muốn tận hết khả năng thám thính được nhiều tin tức hơn để ứng đối. Thực phù cười lạnh một tiếng hỏi lại: Ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm ngươi. Ngươi không muốn thì thôi. Chú Phàm cười cười cũng không trả lời. Chú Phàm thầm nghĩ tiểu nha đầu này nhỏ tuổi nhưng không dễ lừa. Hắn quay đầu hỏi: Ngươi phụ tá ở trên thiền có thể làm gì? Hắn phải nắm rõ quyền hạn của người phụ tá ở trên thiền, điều này rất quan trọng. Trong lòng hắn lo lắng người phụ tá cũng có thể lợi dụng cần câu để câu cá đồng thời còn có thể trộm dùng sâu sám lớn mà hắn vất vả lắm mới tích lũy được hắn càng lo lắng tiểu hai từ này nói không chừng còn có thể khiến thiền đi tới đó đến lúc đó nàng nhất thời cuột khởi khiến thiền đi tới mấy trăm mét vậy thì hắn sẽ thảm rồi chữ nhã trúc khoanh chân ngồi trên giáp bản vẫn có thể tỏa ra cảm giác áp bức khổng lồ khóe miệng nhét lên bởi vì chu phàm hỏi tới đúng điểm rồi nàng cười nói tiền nói nàng là người phụ tá nàng nhất định phải lấy làm trung tâm nàng ở trên thiền có thể không làm được gì Chương 1034 Ngươi hầu hai Nàng không thể lợi dụng cần câu để câu cá như ngươi, càng không thể khiến thiền đi tới, thậm chí người dẫn dắt cũng không được phép tiến hành cung cấp bất kỳ giúp đỡ gì cho nàng. Cho dù giải đáp, chỉ đạo vấn đề có giá trị như tù luyện, đổi hoặc đưa tặng vật phẩm cũng không được. Chu Phàm nghe thấy những lời này, trong lòng mừng thầm đồng thời cũng cảm thấy lẫn lộn, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thiền kiếm một người phụ tá ra là sợ ta quá buồn, để nói chuyện phiếm với ta à? Sắc mặt thực phù có chút khó coi, cho dù nàng lần đầu lên truyền, có rất nhiều chỗ chưa rõ, nhưng nàng từ trong đối thoại của hai người trúc phẳng, cũng lờ mờ biết được, ở trên thiền dương như có thể có được một số lợi ích, nhưng hiện tại lại nói nàng không thể làm gì. Nói một cách đơn giản, người phụ tá muốn có được gì cũng phải thông qua người lên truyền là ngươi. Trên mặt triệu nhã trúc mộ ra vẻ hướng trí bừng bừng, tiếp tục nói. Thí dụ như ngươi là người lên truyền, có thể cung cấp chỉ đạo, đan dược, điển tịch võ kỹ cho người phụ tá, nếu nàng có vấn đề gì muốn hỏi ngươi dẫn vắt ngươi cũng có thể hỏi thay nàng. Trúc Phàm nghe đến đây không nhịn được cười cười, ngươi phụ tá này không khỏi quá chảm rồi. Bị hắn khắc chế triệt để, nếu không có sự hỗ trợ của hắn, việc người phụ tá này có thể làm có lẽ chỉ là ngồi trên truyền ngẩn ngơ, hoặc là nhảy xuống sông xám. Thấy nụ cười đắc ý trên mặt Trúc Phàm, sắc mặt thực phù càng khó coi. Chữ nhã Trúc vốn đã nói hết rồi, có điều sắc mặt nàng bỗng nhiên khẽ động. Lại làm sao vậy? Trúc Phàm nhạy bén đã phát hiện được hỏi ánh mắt triệu nhã trúc biến thành có chút quái dị nói vừa rồi truyền lại phát ra cho ta một đạo ý niệm ta biết một tác dụng phụ tá của người phụ tá đối với ngươi rồi tác dụng phụ tá gì chu phàm có chút chờ đợi hỏi thực phu cũng dòng tay dẫu sao chuyện liên quan tới nàng nàng đương nhiên phải coi trọng triệu nhã trúc giơ tay trái lên một dòng sương mù bị nàng kéo đến dòng sương mù đó biến ảo thành một quả cầu lưu ly xanh ra trời chỉ là trong quả cầu lưu ly rỗng tích không có gì lại một quả cầu lưu ly nữa Quả cầu này ngoài có màu sắc khác biệt với quả cầu lưu ly không màu của Chu Phàng ra thì không có khác biệt quá lớn. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng lờ mờ nghĩ tới một khả năng: người phụ tá ở bên ngoài giết chết quái quyệt cũng sẽ giống như người lên truyền, có thể ngưng tụ thành sâu sám. Triệu Nhã Trúc nhìn quả cầu lưu ly màu xanh ra trời, giải thích: giết chết quái quyệt có thể ngưng tụ thành sâu sám. Tực Phù yên lặng di nhớ tin tức này, như vừa rồi ngươi nói người phụ tá ở trên thuyền không làm được gì na giết chết quái quyệt có được sâu xám cũng có ý nghĩa gì chẳng lẽ những sâu xám này đều cho ta sao trong mắt chu phàm lộ ra vẻ nóng bỏng đương nhiên là cho ngươi kỳ thật người phụ tá rất thảm na giống như bộc nhân trong nhà ngươi sâu xám vất vả có được đều là của ngươi triệu nhã trúc che miệng khẽ cười nói chu phàm nhìn triệu nhã trúc giống như cự hùng làn ra động tác che miệng cười khẽ khoe miệng hắn giật giật trong lòng oán thầm đại tỷ cầu ngươi đừng làm như vậy động tác này thật sự không thích hợp với ngươi làm như vậy ta sẽ có áng ảnh tâm lý. Vậy ta sử dụng những sâu xám này, phải trả giá gì? Chu Phàm lại cẩn thận hỏi. Không cần trả giá gì, thậm chí không cần người phụ tá đồng ý. Trợ Nhã Trúc lại nói. Trong lòng Chu Phàm càng vui sướng, hắn liếc thực phù một cái, hắn cuối cùng cũng biết ý nghĩa của người phụ tá. Có điều khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, thực phù này tuổi quá nhỏ, cũng không biết giết quái quỷ có nhanh không. Nếu một ngày một con thì ý nghĩa cũng không lớn tức phù tức giận đến mặt đỏ bừng cái gì vậy nàng không ngờ thành người hầu của kẻ khác nàng nhìn chu phàm lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi cho dù ta chết phải từ trên thuyền này nhảy xuống cũng tuyệt đối sẽ không giết một quái quyền nào để tiện nghi cho ngươi nụ cười trên mặt chu phàm cứng lại tiểu hai tử này tuyệt không đáng yêu tiểu gia hỏa ta không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp cho ngươi nhưng giải đáp đối với quy tắc ngươi này vẫn ở trong phạm vi mà truyền cho phép ta có thể nói với ngươi ngàn lần đừng nghĩ nhảy truyền rơi vào trong sông sáng nếu là như vậy ngươi sẽ phải chết sắc mặt triệu nhã trúc nghiêm túc nói hơn nữa ở trên truyền cũng đừng thử tiến hành cướp lấy nguyên khí để tu luyện làm vậy rất có thể sẽ hại ngươi thực phù không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở đây nhưng nàn vẫn kiên nhẫn ngay những lời triệu nhã trúc nói cũng ghi nhớ ở trong lòng chúc phàm để mặc triệu nhã trúc giảng giải quy tắc trên thuyền cho thực phù hắn đang suy tư chương một nghìn giới hạn trưởng thành tuyên tìm tới một người phụ tá cho hắn cho dù người phụ tá này chỉ là một tiểu hài tử, nhưng thiền chắc sẽ không làm bậy. Nói không chừng nàng thật sự có thể có thể mang tới tác dụng phụ tá cho người lên thiền. Từ trong chiến đấu mắn ngủi vừa rồi cho thấy, tu vi cảnh giới của thực phủ, hắn không nhìn ra được, nhưng chắc có thực lực nhất định, nói không chừng còn có thể lợi hại hơn hắn. Nếu lợi hại hơn hắn, vậy giết quái quỷ khẳng định là chỉ nhiều chứ không ít hơn hắn. Điều này khiến trong lòng Chu Phàm lập tức trở nên nóng rực. Bất kể là như thế nào cũng phải thử phát huy ra tác dụng của người phụ tá này quy tắc trên thuyền rất đơn giản triệu nhã trúc hai ba câu nói đã nói xong thực phù như mày nàng vẫn có chút không rõ nơi này là đâu nhưng nàng cuối cùng cũng có được hiểu biết đại khái hơn nữa vừa rồi triệu nhã trúc lại dặn dò nàng đừng nói chuyện nơi này với bất kỳ ai bên cạnh nàng bằng không nàng sẽ chết ngươi nghe thấy chuyện về thuyền cũng sẽ chết đối với lời nói của triệu nhã trúc trong lòng thực phù vẫn còn nghi vấn nhưng cũng khiến nàng không dám đầy để, để, lộ ra ít nhất tạm thời nàng không dám để lộ ra trong lòng nàng đang nghĩ phải xử lý vấn đề này thế nào triệu cô nương ngươi chưa nói cho ta biết ngươi phụ tá của ta là cảnh giới gì chu phàm cười hỏi hắn đầu tiên phải xác định thực lực của tiểu hai từ này đã lúc trước thỏa thuận với ngươi là trả lời vấn đề về người phụ tá ngươi muốn hỏi cảnh giới cụ thể của tiểu gia hỏa vậy không ở trong phạm vi của vấn đề này triệu nhã trúc lắc đầu nói muốn ta trả lời cũng được một trăm con sâu sám lớn không thể nói tin tức của ta với hắn tức phù nhai răng trận mắt hung hăng lường triệu nhã trúc cảnh cáo triệu nhã trúc cười cười nói tiểu gia hỏa ta chỉ là vì ngươi là người phụ tá đầu tiên ta thấy mới hảo tâm giảng giải quy tắc trên thiền cho ngươi ngươi không ra lệnh được cho ta đâu trong mắt thực phù mang theo lạnh ý nhưng nàng biết đừng nói nàng ở đây không thể động thủ với người dẫn dắt cho dù có thể nàng cũng không phải là đối thủ của triệu nhã trúc một trăm con sâu xám lớn chu phàm mặt lạnh nói ta nhớ vừa rồi ta không phải thỏa thuận như vậy với ngươi ta rõ ràng là nói một trăm con sâu xám lớn, không chỉ nàng là ai, còn bao gồm tất cả tin tức của nàng ở bên trong. Đó là lý giải của ngươi, nàng thứ nhất chỉ là người phụ tá, thứ hai nàng tất nhiên là chỉ tất cả tin tức của người phụ tá, chứ không phải tất cả tin tức của tiểu gia hỏa. Sắc mặt triệu nhã trúc bình tĩnh nói, đây là lý giải của ta, ta đã hoàn thành giao dịch, bằng không vì sao ta không trả lời câu hỏi của ngươi, tiền lại không trừng phạt ta. Chu Phàm nghe vậy liền cảm thấy đau đầu, triệu nhã trúc này còn chơi trò văn tự với hắn, hắn bất đắc dĩ nói. Một trăm con sâu xám lớn có thể, nhưng ta không chỉ muốn biết cảnh giới của thực phù, còn cả tất cả tin tức của nàng nữa. Triệu Nhã Trúc cười ha ha nói. Điều đó là không có khả năng, một trăm con sâu xám lớn ta tối đa chỉ nói với ngươi nàng ở vào cảnh giới nào, vấn đề khác thì giá khác. Sắc mặt Chu Phàm hơi trầm xuống, Triệu Nhã Trúc không kháng cự cung cấp trợ giúp như Hắc Long. Nhưng nàng ra giá thật sự quá cao, hiện tại hắn lại không biện pháp gì khiến nàng hạ giá. Ngươi có nhiều sâu xám lớn như vậy, đừng quá cao kiệt ta biết ngươi hỏi vấn đề này là vì gì hiện tại ngươi không hỏi sau này khẳng định sẽ hối hận triệu nhã trúc cười cười nói được một trăm con sâu xám lớn ta đưa trúc phàm nghĩ một chút rồi nói hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp thực phùng miến răng nhìn hai người trúc phàm lấy tin tức của nàng ra làm giao dịch nhưng nàng lại không thể làm gì người dẫn dắt thì nàng không đánh lại người lên thuyền nàng ngay cả công kích cũng không thể nàng hận chết thuyền trong miệng triệu nhã trúc đó ngươi phụ tá gì chứ không được nàng nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi sự không chế của truyền trở về rồi nghĩ biện pháp triệu nhã trúc thấy chu phàm đã đồng ý nàng lập tức lại từ trong quả cầu lưu ly không màu lấy đi một trăm con sâu sám lớn sau đó mới nói cảnh giới của nàng là lực khí đạn cấp hắc lệ chu phàm hơi nần ra đây là có ý gì cái gì mà lực khí đạn cấp hắc lệ ta không rõ ngươi giải thích rõ cho ta đây vẫn thuộc về phạm vi vấn đề cảnh giới triệu nhã trúc không thu sâu sám lớn nữa mà là như mày cười khẩy nói cái này thì có gì mà không rõ nhưng đã vực giới hạn rồi vấn đề này vẫn cần 100 con sâu xám lớn triệu nhã trúc khẽ cười nói chương 1036 lao động trẻ em chu phàm không đồng ý giao dịch hắn nghĩ một chút rất nhanh liền có suy đoán nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này thực phù không có con đường tu luyện võ giả quá tốt cho nên chỉ có lực khí đạn mà thực lực quái quỷ của nàng lại âm xa dương thác không ngừng có được khai phá mà tiếp tục như vậy trong lòng chu phàm rất nhanh liền có cách nghĩ hắn nhìn thực phù trầm giọng nói ta khuyên ngươi đừng tiếp tục dùng lực lượng quái quyệt của mình bằng không sự quyệt hóa của ngươi sẽ càng lúc càng nghiêm trọng sớm muộn gì cũng có một ngày không khống chế được trở thành quái quyệt chân chính triệu nhã trúc vỗ tay cười nói kiến nghị không tồi trên mặt thực phù lộ ra vẻ cười nhạo liên quan chó gì tới ngươi sắc mặt chu phàm tối sầm lại tiểu nha đầu này đúng là không ra giáo xen ra cha mẹ nàng cũng không phải hạng tốt lành gì vậy tùy ngươi trúc phàm lắc đầu nói không chừng ngươi trở thành quái quyệt không thể lên truyền tiên đổi cho ta một người phụ tá hiểu biết hơn tiểu gia hỏa ngươi thật sự lựa chọn trở thành quái quyệt sao trợ nhã trúc cười hỏi ta nhìn thấy tin tức thân thể của ngươi chủng loại quái quyệt của ngươi không tính là tốt nếu trở thành quái quyệt trưởng thành sẽ triệt để bị giới hạn đối với ngươi cũng không phải lựa chọn tốt sắc mặt thực phù hơi trầm xuống nàng đương nhiên hiểu mẹ cũng từng nói như vậy nếu có thể Nàng đương nhiên sẽ lựa chọn phương hướng tiến hóa của con người, bởi vì điều này đại biểu cho khả năng vô hạn, nhưng mẹ trong nhất thời cũng không có cách nào giải quyết vấn đề tồn tại trong thân thể nào. Ta có biện pháp giúp ngươi không quyệt hóa nữa." Chu Phàm mỉm cười nói. Ánh mắt thực phù quật cường mím chặt môi, cho dù Chu Phàm thật sự có biện pháp, nàng cũng sẽ không mở miệng câu Chu Phàm. Triệu Nhã Trúc không nói gì, nàng chỉ vẻ mặt hướng thú nhìn, đây mới là cục diện nàng muốn nhìn thấy, bằng không nàng sẽ không cố ý trong trả lời câu hỏi của Chu Phàm chỉ ra thực phù là quyệt nhân đời thứ nhất lại nhắc nhở chủng loại quái quyệt của thực phù không tốt trưởng thành có giới hạn rất lớn chu phàm nhíu mày tiểu nha đầu này vẫn rất cứng nhưng hắn cũng không thể rằng co với nàng như vậy được hắn chỉ có thể thản nhiên như không tiếp tục nói ta có một môn công pháp khai phá lực lượng quái quyệt trong cơ thể quyệt nhân đời thứ nhất đồng thời còn có thể khiến quyệt nhân đời thứ nhất áp chế quyệt hóa đây là công pháp lúc trước hắn vì giải quyết tai họa ngầm thân thể quyệt nhân đời thứ nhất của tiểu liễu đổi được từ trong tay yên chi về sau bản công pháp tên dài lê thế đó cuối cùng còn bị hắn đổi tên thành vạn mộc xuân hắn lờ mờ nhớ được mình chỉ mất hơn 200 con sâu xám lớn đã có được công pháp này tới tay có điều lúc ấy đó chính là toàn bộ tài sản của hắn sao ta biết ngươi nói thật hay nói dối tực phù vẫn không nhịn được mở miệng nếu công pháp đó thật sự tồn tại đối với nàng mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng nàng không thể thật sự thản nhiên như không Cô, cuối cùng cũng mắc câu rồi ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể làm bộ như không bận tâm Chu Phàm thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Vừa rồi Triệu cô nương đã nói với ngươi một số quy củ trên truyền, chắc ngươi cũng biết, ở trên truyền không có bất kỳ sinh linh nào có thể vi phạm quy tắc mà truyền chế định. Ta có thể thề với truyền, chứng minh lời ta nói là thật." Tực Phủ không nhìn Chu Phàm, mà là nhìn về phía Triệu Nhã Trúc, dùng điều này để xác nhận cách nói của Chu Phàm. Triệu Nhã Trúc hơi gật đầu, hắn không nói dối. Tực Phủ sụng mặt nói: "Ngươi thể đi." Chu Phàm không quá do dự, thề với truyền rằng công pháp hắn nói là thật. Sau khi Chu Phàm thề xong, Tực Phù đã tin nếu chuyện trước thiền này là thực sự tồn tại, vậy công pháp sẽ không thể là giả. Nàng ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn về phía Chu Phàm, muốn nghe xem Chu Phàm sẽ nói gì. Nếu ngươi muốn vạn mộc xuân, vậy phải tích lũy một vạn con sâu sám lớn cho ta. Chu Phàm đưa ra yêu cầu. Một vạn con sâu sám lớn. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi khiến tiểu gia hỏa dùng một vạn con sâu sám lớn để đổi công pháp này. Triệu nhã trúc há to miệng, có chút trợn mắt há hốc mùng nói chính là một vạn con sâu xám lớn chu phàm ho khẽ một tiếng nát lại thực phù hơi nhím mày không hé răng ta cho rằng ta ra giá đủ ác rồi không ngờ ngươi còn ác hơn ta triệu nhã chúc bình phục tâm tình một chút nhìn chu phàm với vẻ quái dị nàng là người phụ tá của ngươi ngươi không phải nên có nghĩa vụ giúp nàng để thăng sao chu phàm cười lạnh nói triệu cô nương vậy ngươi xem nàng có giác ngộ của ngươi làm phụ tá cho ta không Chương 1037 Lao động trẻ em hay Hắn không có nghĩa vụ miễn phí giúp thực phù Bất kể là thực phù hay là tiếp tục có người phụ tá khác xuất hiện cũng vậy Những người phụ tá này muốn từ trong tay hắn có được gì Vậy đều phải trả một cái giá cực đắt Trợ nhã trúc nghĩ một chút cũng hiểu được Nàng bắt đắc sĩ nói Nhưng giá này của ngươi cũng quá đắt rồi Giết một quái quyệt có thể đạt được bao nhiêu sâu sám lớn Thực phù hỏi Bốn hắc du quái quyệt một con sâu sám lớn Chú Phàm nói, lại chi tiết quy tắc giết quái quyền đạt được sâu sám. Tực phù tức giận đến hít sâu mấy hơi, nếu ngươi không muốn cho ta đổi vạn mộc sân, vậy cứ nói thẳng. Một vạn con sâu sám lớn, ta sợ rằng trước khi triệt để hóa thành quái quyệt, cũng không thể thu thập đủ. Ngươi cho rằng bao nhiêu thì thích hợp. Một trăm con sâu sám lớn, tực phù ra giá. Năm ngàn con sâu sám lớn, thiếu một con cũng không được. Chu Phàm nghĩ một chút, hạ ra súng một nửa. Hắn hô ra một vạn con sâu sám lớn, kỳ thật chỉ là trào giá trên trời, nhưng sau khi giảm xuống một nửa, hắn sẽ không định giảm nữa. Bởi vì hắn muốn thăm dò cực hạn của người phụ tá này là ở đâu, như vậy mới có thể định ra giá thích hợp cho sau này. Vẫn đáp, ta không biết người mất bao nhiêu sâu xám để đạt được muôn công pháp này, nhưng ta nghĩ chắc sẽ không vượt quá một ngàn con sâu xám lớn. Triệu Nhã Trúc cười nói. Tực phù nhìn về phía Chu Phàm với ánh mắt bất thiện. Chu Phàm bình tĩnh nói, các ngươi không cần quan tâm ta mất bao nhiêu. Các ngươi phải hiểu rằng, ngươi phụ tá muốn đạt được bất kỳ lợi ích gì ở trên thuyền này chỉ có thể thông qua ta ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu nàng có thể không chấp nhận nhưng nàng vĩnh viễn đừng hòng có được môn công pháp này đúng ta chính là nhà tư bản đã lũng đoạn tất cả con đường đạt được tài nguyên đương nhiên phải nghĩ cách ép ra giá trị thặng dư lớn nhất của công nhân hơn nữa áp bức còn là lao động trẻ em chu phàm lại lặng lẽ bổ sung một câu ở trong lòng lời này nói thực sự có đạo lý triệu nhã trúc ném ánh mắt lực bất tòng tâm về phía thực phủ ngươi sẽ hối hận sau khi thực phủ biết đã không thể tái cò kè mà cả nàng cắn răng nói ra lời này chu phàm mỉm cười không quá để ý tới lời nói của thực phủ chỉ cần chiếc tiền này còn người phụ tá không có khả năng lật ban ta có thể để nàng rời khỏi khôi hà không gian trước không chu phàm mắt thấy chuyện nên nói đã nói xong lại hỏi triệu nhã trúc bởi vì hắn nên tu luyện ngươi dẫn dắt nhìn hắn tu luyện hắn không để ý nhưng thực phủ là người thế giới bên ngoài hiện tại hắn vẫn không muốn tiết lộ nội tình của mình trước mặt thực phủ làm như vậy có lẽ sẽ dẫn tới một số nguy hiểm nào đó. Nếu có thể để thực phù rời khỏi trước, vậy không tồn tại vấn đề này. Tề vấn đề này, ta muốn năm ngươi con sâu xám lớn. Ngươi có muốn biết không? Triệu Nhã chúc cười hỏi lại. Sắc mặt Chu Phàm hơi cứng lại, Nếu nhân béo này đúng là thời khắc không quên đòi lấy sâu xám lớn, hắn lắc đầu, vậy ta đổi vấn đề, hoặc ngươi có thể cung cấp một biện pháp hữu hiệu không cho người phụ tá thấy ta tu luyện ở trên thiền không? Đương nhiên là có, Triệu Nhã Trúc lại không chút do so dự nói. Loại biện pháp này ta muốn thu ba 000 con sâu sám lớn. Ba 000 con sâu sám lớn, lông mày chu phàm giật giật, hắn hừ lạnh một tiếng không nhìn Triệu Nhã Trúc nữa, mà là nhìn về phía giáp bản rồi hỏi truyền, hy vọng truyền có thể cung cấp một biện pháp cho hắn. Triệu Nhã Trúc thấy vậy cười ha ha nói. Ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng Triền sẽ bởi vì loại việc nhỏ này mà đáp lại ngươi sao? Chu Phàm không để ý đến sự châm chọc của Triệu Nhã Trúc, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra nụ cười, hắn xoay người đi đến một góc truyền, búng ngón tay sương mù rất nhanh liền bao phủ về phía hắn triệt để che giấu thân ảnh của hắn nụ cười trên mặt triệu nhã trúc đột nhiên cứng lại nàng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía chu phàm bị sương mù bao phủ rất khó hiểu vì sao truyền lại thật sự đáp lại một người lên thiền triệu nhã trúc thân là người dẫn dắt có thể thoải mái nhìn thấu đoàn sương mù này nhưng thực phủ lại không thể nhìn thấy chu phàm đang tu luyện điều này khiến trên mặt nàng lộ ra một tia tiếc nuối nhưng rất nhanh nàng lại biến thành thản nhiên như không sắc mặt triệu nhã trúc có chút âm trầm nói ngươi là làm được thế nào phương pháp nàng cung cấp không khác với truyền đều ngượn sương mù để che giấu tiền đã khiến nàng tổn thất ba ngàn con sâu xám lớn chu phàm vừa tu luyện vừa phân tâm trả lời ta sớm đã nói với ngươi rồi ta không phải người lên truyền bình thường muốn từ trong tay ta đạt được sâu sáng vẫn xin giữ một thái độ đoan chính đừng có lên giá lung tung nếu không người tổn thất sẽ là ngươi chương một nghìn ba mươi tám thuấn về điểm này ta tin ba người dẫn dắt vụ tiên tri và long chủ đang ngủ say đều đã thể hộ đầy đủ long chủ là ai ta là người ra sân thứ tư à. lúc này triệu nhã trúc mới cả kinh nàng vốn cho rằng mình là người thứ ba kết quả phát hiện phía trước vô duyên vô cớ có thêm một long chủ khiến nàng cảm thấy xa lạ ngươi muốn biết a à? vậy ngươi đưa ta hai trăm con sâu xám lớn ta mới có thể nói với ngươi trúc phàm chậm rãi nói ngươi đang uy hiếp ta sao ánh mắt triệu nhã trúc biến thành sắc bánh rất ít có người lên thuyền dám nói với nàng như vậy chu phàm không đến xỉa tới ánh mắt của triệu nhã trúc tay trái hắn luyện tập lưu quang khoái ngân đao quyết tay phải luyện tập thực nhật linh quyền đang cân nhắc làm thế nào để phát huy ra uy lực lớn nhất trong chiến đấu hắn hờ hững nói không phải uy hiếp là giao dịch tan nghĩ ta không có nghĩa vụ nói với ngươi miễn phí giỏi lắm giỏi lắm triệu nhã trúc tức tới bật cười vậy sau này hỏi vấn đề giá sẽ đề thăng là một vấn đề một ngàn con sâu xám lớn dùng loại suy này muốn từ chỗ ta đạt được những thứ như công pháp võ kỹ, giá đều sẽ cao tới khiến ngươi không thể chấp nhận. Trên chiếc thuyền này, từ lúc nào tới lượt kẻ yếu như ngươi khiêu khích người dẫn dắt thân là cường giả như ta. Ngươi có thể tùy ý để thăng giá, ta sẽ không chấp nhận. Trên thực tế một trăm con sâu xám lớn một vấn đề, ta cảm thấy ngươi đã rất quá nắng. Sắc mặt Chu Phàm lạnh lùng nói. Nếu không chèn ép khí diễm kiêu ngạo tùy ý kêu giá của triệu nhã trúc, Chu Phàm thà không tiến hành bất kỳ giao dịch nào giá cao như vậy so với Yên Chi và Hắc Long lúc ban đầu không chịu giao dịch cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nếu không xuất hiện loại sự vật tân sinh người phụ tá này, hắn cũng không nguyện ý bỏ ra nhiều sâu sám lớn như vậy để hỏi triệu nhã trúc. Quá đáng. Ở chỗ ta, chưa từng có không gian tồn tại cho hai chữ quá đáng. Ngươi không chấp nhận vậy đừng bảo ta giúp ngươi. Loại tiểu tử không biết trời cao đất rộng như ngươi. Ở bên ngoài nếu dám nói với ta như vậy, ta một trường cũng có thể đánh cho ngươi nhân hồn câu diệt thịt béo trên mặt triệu nhã trúc run lên nàng là tức giận thật nhưng mà nơi này là trên thiền triệu cô nương ngươi cũng không phải người dẫn dắt loại hình bồi luyện ngươi muốn đánh ta cũng không có lá văn này trúc phàm cười trả lời ở trong mắt hắn thực sự không rõ tình huống là triệu nhã trúc triệu nhã trúc tức giận đến thịt béo toàn thân căng ra lỗ mũi thô to của nàng thậm chí phun ra hai đạo bạch khí bạch khí hạ xuống giáp bản phát ra một tiếng rầm trúc phàm cũng bị sợ tới mức giật mình thầm nghĩ nếu thực sự chọc giận triệu cô nương với hình thể trọng lượng của ả cho dù bay lên nện xuống nói không chừng có thể đập ta thành bánh thịt thôi đừng quá không thôi thì tốt hơn hắn cô khiến mình vẫn giữ chấn định làm bộ như chuyên tâm luyện tập võ kỹ không khiêu khích người dẫn dắt cảnh giới cao thâm này nữa trợ nhã trúc hừ lạnh một tiếng nàng khắc chế bản thân không động thủ trong lòng lại cười lạnh theo nàng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chu phàm phải quỳ xuống ôm chân nàng xin tha tự phù một mực không hé răng lạnh lùng nhìn hai người cãi cọ theo nàng hai người này mâu thuẫn càng lớn càng tốt trong lòng nàng chỉ mong bọn họ lập tức đánh nhau nhưng đáng tiếc nhìn thì đã không thể Thực phù cũng không dám khinh thường nàng thậm chí có chút hoài nghi triệu nhã trúc và chu phàm cãi nhau nói không chừng là đang diễn kịch cho nàng xem mẹ từng nói vĩnh viễn đừng xem nhẹ sự xào quyệt của nhân loại mình phải cẩn thận mới được sau khi đến giờ chu phàm rời khỏi thuyền trước nhưng thực phủ chưa rời khỏi trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc dựa theo suy nghĩ của nàng lúc trước nàng chắc là sẽ cùng rời khỏi với chu phàm mới đúng lúc ấy nàng và chu phàm là cùng hiện ra ngươi là cảm thấy kỳ quái vì sao mình chưa ra ngoài à triệu nhã trúc cười hỏi là ngươi thực phù lập tức hiểu được trong nàng có chút lo lắng sợ mình vĩnh viễn không thể ra ngoài ngươi đừng lo ta đã trả giá nhất định để sửa lại tốc độ thời gian của ngươi cho nên ngươi ra ngoài sẽ chậm hơn hắn một chút ta cũng không có năng lực khiến ngươi vĩnh viễn ở lại trên truyền triệu nhã trúc cười khẽ giải thích ngươi giữ ta lại là có lời gì muốn nói à? Thực phù ép bản thân mình bình tĩnh hỏi. Từ sau khi ngươi xuất hiện ở trên truyền, một mực làm rất tốt, với tuổi tác còn nhỏ của ngươi nói. Thật sự khiến ta có chút khó có thể tưởng tượng. Triệu Nhã Trúc dùng ngữ khí khen ngợi nói. Giữ ngươi lại, là hỏi ngươi sau khi ra ngoài định làm thế nào. Sắc mặt thực phù hơi trầm xuống nói. Ta nghĩ làm thế nào không liên quan gì tới ngươi. Chương 1039 Bầu thuần 2 Triệu Nhã Trúc hơi trầm mặc một chút, nàng ngồi trên giáp bản nửa ngươi trên còn cao hơn thực phủ nàng không tức giận nhìn xuống chỉ dùng ngữ khí không mặn không nhạt nói với thực phủ giận do khi ra ngoài thì sớm đã nói với ngươi rồi ở đây không lặp lại nữa ngươi là một tiểu cô nương thông minh ta tin ngươi sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn ta chỉ là muốn hỏi ngươi chẳng lẽ ngươi không muốn đảo khách thành chủ sao tài nguyên trên trước thiền này nhiều đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng có thể khiến ngươi đi đến một độ cao mà ngươi chưa bao giờ dám nghĩ ngươi cam tâm một mực bị người lên truyền tên là chu phàm đo khống chế là một con chó dưới chân hắn sao cái gọi là người phụ tá cũng có khác gì chó thực phủ bị triệu nhã trúc nói cho khí huyết dâng trào nàng đương nhiên không thể làm chó của bất kỳ ai nhất là chu phàm nó nhưng đầu óc nàng không nóng lên mà là bình tĩnh hỏi vì sao ngươi muốn phải giúp ta nàng phải làm rõ điểm này mới có thể bước đầu xác nhận triệu nhã trúc có thể tin được hay không giúp ngươi đương nhiên là có lý do của bản thân ta ngươi có thể coi như là một sự phản kháng đối với truyền triệu nhã trúc trầm giọng nói tiền chắc có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện ngươi khiến ta chống đối với chu phàm mà nó dường như rất trọng thị như vậy không có vấn đề gì chứ tực phủ hoài nghi nói ngươi nói truyền coi trọng chu phàm triệu nhã trúc cười nhạt nàng cười lạnh nói ngươi đừng để lời nói của chu phàm đó lừa tiền sẽ không coi trọng bất kỳ người dẫn dắt hoặc là người lên truyền nào nó là áp dụng thái độ coi thường tuyệt đối hiện tại ta vẫn không biết vì sao truyền lại đáp lại chu phàm nhưng đó tuyệt đối không phải coi trọng bằng không nó sẽ trực tiếp ra lệnh cho ta hoặc ba người dẫn dắt trước, giúp Chu phàm một cách vô điều kiện, bằng không thì trực tiếp gạt bỏ chúng ta. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần không muốn nhảy thiền mất đi tính mạng, đều phải nghe mệnh lệnh của nó. Như từ lúc ta tỉnh lại, tiền vẫn là bộ dạng trước kia, ta không nhận được bất kỳ mệnh lệnh gì về chu phàm. Cho nên đây không phải là coi trọng, chúng ta nói chuyện với bất kỳ hình thức nào đều không thể giấu nó, với sự cường đại của truyền, cũng sẽ không để ý tới mưu đồ của chúng ta. Bất kể là người lên thiền hay là người dẫn dắt, chết thì lại tìm kẻ mới, chỉ cần không phá quy tắc thì không sao. Triệu Nhã Trúc nói xong trên mặt lộ ra vẻ sắc lạnh. Trong lòng thực phù nhất thời cũng khó có thể phán đoán sự thật giả của những lời này, nàng vẫn lạnh lùng nói. Không thể thoát khỏi sự không chế của chiếc thiền này, ta đương nhiên không cam lòng bị chu phàm áp chế, ngươi có thể nói một chút về biện pháp của ngươi. Nói chung nghe một chút nàng cũng ư thiệt, nàng có khả năng rất lớn sẽ không nghe theo. Sau khi ra ngoài, ngươi có biện pháp tìm được chu phàm không? Triệu Nhã Trúc nghĩ một chút hỏi sắc mặt thực phù biến thành có chút vi diệu rất nhanh nàng lắc đầu nói tạm thời không có cách nào nhưng cho dù có thể tìm được hắn thì sao dựa theo lúc trước ngươi nói nếu ta giết chết hắn vậy ta cũng phải chết tìm được hắn cũng vô dụng trừ khi ngươi muốn đồng quy vô tận với hắn nếu không ngươi không thể giết chết hắn nhưng không giết chết hắn không có nghĩa là tìm được hắn cũng không có ý nghĩa chỉ cần ngươi tìm được hắn đánh bại hắn không chế hắn nếu ở thế giới bên ngoài không chế hắn ta nghĩ ngươi chắc hiểu điều này đại biểu cho gì Triệu Nhã Trúc không nhanh không chậm nói. Không giết Chu Phàm mà không chế hắn. Hai mắt thực phù sáng lên, nàng cho dù không biết Triệu Nhã Trúc muốn có được gì. Nhưng không thể không thừa nhận biện pháp này của Triệu Nhã Trúc rất hay. Chỉ cần có thể ở thế giới bên ngoài không chế Chu Phàm, đến lúc đó cho dù vào khôi hạc không gian, nàng muốn Chu Phàm làm gì hắn đều sẽ phải làm theo, nếu không ra bên ngoài sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Ở trên thiền, người nên thiền có thể không cung cấp bất kỳ trợ giúp gì cho người phụ tá, nhưng cũng không có quy tắc nắm giữ sinh tử của người phụ tá. Triệu Nhã Trúc thấy thực phù đã động lòng, sắc mặt nàng bình tĩnh tiếp tục nói. Hiện tại vấn đề là làm thế nào tìm được vị trí của hắn, đồng thời sau khi tìm được hắn, ngươi hoặc bang phủ của ngươi có thể thuận lợi không chế hắn. Treo quy củ của truyền, ta không thể lộ ra tất cả tin tức như cảnh giới tu vi võ kỹ của người lên thiền cho ngươi. Ngươi có nắm chắc không? Thực phù cấp tốc suy tư. Rất nhanh sắc mặt nàng ảm đạm nói. Tình huống của ta có chút đặc thù, sợ là cho dù có biện pháp tìm được hắn, cũng không thắng được hắn. Chương 1040, ngươi, Trạm dịch. Triệu Nhã Trúc thở dài nói, "Vậy đáng tiếc, ngươi cũng biết, ta thân là người dẫn dắt, không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp gì cho người phụ tá. Bất kể là công pháp võ kỹ hay là chỉ điểm các phương diện trên tu hành, đều không được thiền cho phép. Vậy ta nên làm như thế nào mới thích hợp?" Thực phu dùng ngữ khí ỉ lại hỏi. Triệu Nhã Trúc liếc thực phù một cái, lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có thể chậm rãi tìm cách vừa thử tìm ra vị trí của chu phàm vừa đề thăng thực lực của bản thân ngươi muốn đề thăng thực lực không thể không giúp chu phàm lợi dụng tài nguyên tu luyện của truyền thực phù trầm mặc không đáp lại những cái này ta nghĩ chắc ngươi đều hiểu rõ nhưng tuổi của ngươi quá nhỏ chưa chắc đã nhịn được sau khi trở về thì nghĩ cho kỹ triệu nhã trúc vẫy vẫy tay nói thân ảnh của thực phù rất nhanh liền tiêu tán trong sương mù trên thiền lập tức chỉ còn lại một mình triệu nhã trúc nàng vẫn ngồi khoanh chân lông mày thô nhướng lên, cười khẽ lẩm bẩm. Hiện tại ta chỉ có thể nhìn thấy một số tin tức cảnh giới tu vi của người lên thiền và người phụ tá, nhưng đừng tưởng ta không nhìn ra được, người phụ tá này rất thú vị, xem ra lần này tỉnh lại, sẽ không nhàm chán giống như lúc trước. Trong nháy mắt thực phù mở mắt, lập tức từ trên giường đá ngồi thẳng dậy, nàng nhìn hoàn cảnh quen thuộc dưới ánh sáng lưu hòa, trên mặt lộ ra vẻ thả lòng, sau đó lập tức biến hóa. Nàng vẫn nhớ rõ chuyện phát sinh trong mộng đêm qua. Nếu tối nay lại có thể đi vào, Vậy thì đây không phải là mơ. Nàng thở hát ra. Nếu tới chuyện trên truyền, mặt lại biến thành lạnh lùng, hiện này tạm thời đừng nói với mẹ, tránh thật sự gặp phải bất chắc vì. Tực phù lại trầm mặc một chút, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có xác suất rất lớn không phải là mơ. Nếu không phải là mơ, vậy mình nên làm như thế nào? Trúc phàm thì không cần nói. Chữ Nhã Trúc rõ ràng là muốn lợi dụng ta, nhưng ý kiến nàng cung cấp tạm thời không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Trước tiên có thể dựa theo ý đồ của nàng mà làm trong mắt nàng mang theo lạnh ý nghĩ sau khi chu phàm tỉnh lại hắn tiên lặng nhớ lại tất cả chuyện phát sinh trên thuyền không ngờ trừ một người dẫn rất ra còn có thể có thêm một người phụ tá cho dù người phụ tá chỉ là một tiểu hài tử nhưng cũng không thể lơ là tiểu hài này không phải tiểu hài bình thường so với tiểu hài bình thường thì thông minh hơn nhiều có thể được truyền lựa chọn làm người phụ tá chắc cũng không đơn giản sắc mặt chu phàm nghiêm lại nghĩ hơn nữa rất nhanh hắn lại nghĩ tới một chi tiết khi hắn ra Thực phù vẫn đang ở trên truyền, điều này khiến hắn nhíu mày. Theo lý mà nói, nên là người lên truyền và người phụ tá cùng ra cùng vào mới đúng. xuất hiện loại tình huống này rất có thể là triệu nhã trúc làm ra. có điều cho dù không phải cũng rất bất lợi đối với hắn. hắn không biết sau khi mình rời khỏi triệu nhã trúc nói những gì với thực phù. vẫn phải cẩn thận một chút mới được. không thể để thực phù biết quá nhiều chuyện của ta trong hiện thực, tránh nàng tìm được ta, nhìn ngôn hành của nàng nói không chừng sau lưng nàng có thể tồn tại cao thủ có thể thoải mái đối phó ta. Trúc Phàm nghĩ đến đây lại thở dài. Hắn không ngờ thực phù không phải người dẫn dắt. Bằng không lúc ấy hắn nên đổi một cái tên khác đúng. Chỉ cho dù hắn đổi tên cũng vô dụng. Người dẫn dắt có thể nhìn thấy tên của hắn. Triệu Nhã Trúc cũng sẽ nói với thực phù. Người dẫn dắt không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp gì cho người phụ tá. Nhưng định nghĩa của trợ giúp này hiển nhiên có chút mơ hồ. Có một số việc cho dù Triệu Nhã Trúc nói ra cũng sẽ không sao. Thế giới lớn như vậy cho dù thực phù ở cùng nước cùng huyện muốn tìm được ta cũng không dễ dàng trừ khi nàng thuộc về thế lực quan phương nào đó của đại ngụy triều có thể từ chỗ nghi loan ti trực tiếp lôi ta ra hiển nhiên nàng không thể là thế lực quan phương của đại ngụy triều bằng không thực lực của nàng không thể chỉ là lực khí đạn mà thực lực quái quyệt đã đạt tới cấp hắc lệ chu phàm phân tích cho rằng thực phù không thể trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được hắn nhưng vẫn phải làm một số chuẩn bị để tránh nàng thực sự tìm tới cửa nàng tìm ta khẳng định không phải chuyện tốt Chú Phàm yên lặng suy tư một lúc, mới vội vàng thu thập một chút, ăn một chút lương khô, bắt đầu lên đường. Cho đến lần giờ ngọ, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Lạc Tượng Xích đạo chủ. Lạc Tượng Xích đạo chủ, mặt đường rộng chừng chín thước, có 17 xích đạo nhánh hội tụ ở đây, cũng chính bởi vì đây là chỗ giao hội của xích đạo nhánh và xích đạo chủ. Ở cách đó không xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một dãy nhà chết thấp bé, thế giới lập tức từ yên tĩnh biến thành huyên náo. Nơi đó là Lạc Tượng Dịch Trạng. Chưa 1041, mới ra đời. Lạc Tượng Dịch Trạm là điểm tiếp tế tước viện cuối cùng của Cao Tượng huyện, rời khỏi Lạc Tượng Dịch Trạm, một đường dọc theo Xích Đạo chủ mà đi, đi thêm mấy ngày có thể tới Cao Tượng huyện. Bởi vì nguyên nhân trên Xích Đạo chủ dòng người tấp nập, kỳ thật đường xá về sau nguy hiểm gặp phải sẽ giảm số rất lớn. Lạc Tượng Dịch Trạm nhìn thì giống với đường đê, là một đường phố, ở đây có thể ở lại, ăn cơm. Bổ sung tiêu hao. Theo tư liệu lúc trước hắn đọc được cho thấy, nam Xích Đạo chủ của năm trong Cao Tượng huyện đều có một trạng dịch tương tự. Trạm dịch có thể chống đỡ sự xâm nhập của quái quyệt. Ban đầu trạm dịch là quan gia xây, thu phí dụng qua đường của người qua đường để duy trì. Nhưng về sau kinh doanh bất thiện, cho các thương nhân thuê quyền kinh doanh trạm dịch. Hiện tại chống đỡ quái quyệt xâm nhập và duy trì sự yên ổn của trạm dịch cũng là những thương nhân này thuê võ giả đến giải quyết. Quan gia hàng năm đều sẽ thu một khoản tiền thuê phong phú từ trạm dịch. Tiến vào trạm dịch, không thu bất kỳ phí dụng nào, chỉ cần thông qua quy trình trắc quyệt và lộ dẫn là có thể tiến vào trạm dịch nói chung tiến vào trạm dịch đều sẽ tiến hành tiếp tế tiếp viện nhất định ăn cơm ngủ mì tiếp tế tiếp viện lợi nhuận từ những thứ này đối với thương nhân mà nói mới là lớn loại lời nhỏ như phí qua đường ngược lại không muốn tính toán nhiều chu phàm rất nhanh liền tiến vào lạc tự dịch trạm trong trạm dịch dòng người như nước có thương nhân từ nam chí bắc bởi vì võ giả đi xa với các loại mục đích toàn bộ đều chen trên, trên đường phố nho nhỏ hai bên đường phố thỉnh thoảng lại thấy có hắn tử mặc quần áo màu đen thống nhất đang duy trì trật tự của trạm dịch những người này đều là võ giả thương nhân thuê trong trạm dịch không cho phép đánh nhau nếu không nhất định sẽ bị thương nhân liên hợp của trạm dịch trừng phạt dưới đại đa số tình huống sẽ bị đuổi ra khỏi trạm dịch trúc phàm đi trên đường phố của trạm dịch ở đây còn có một số thương nhân đang giao dịch hàng hóa sau khi đi một vòng hắn mới ở bên đường mua một số vật phẩm như lương khô cần cho mấy ngày tới rồi đi đến một khách sạn hiện tại mới là chính họ hắn không định nghỉ ngơi ở trạm dịch đến buổi sáng ngày mai mới xuất phát hắn chuẩn bị đến khách sạn ăn một chút rồi tiếp tục lên đường chu phàm vừa tiến vào khách điếm Điếm tiểu nhị ở cửa đã vẻ mặt ái này nói, vị khách quan này, thật sự xin lỗi, bổn điếm đã không có bàn trống. Chu Phàm nhìn một cái phát hiện quả nhiên đã mồi kính chỗ, đây chính là giờ ăn cơm. Không có chỗ ngồi cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, hắn hơi gật đầu muốn say người rời khỏi, tìm một nhà khác. Lúc này ở bên trái cửa chính có một thanh âm của nam tử truyền đến. Vị nhân huynh này, bên chúng ta còn có một chỗ, nếu không chê, có thể tới đây ngồi cùng. Chu Phàm quay đầu lại nhìn, mới phát hiện trên một bàn vuông ở bên trái cửa có ba nam tử trẻ tuổi 17, 18 tuổi đang ngồi. Nói chuyện là một nam tử mặc thanh sang, hắn đang mỉm cười nhìn Chu Phàm. Hách quan, quán cơm này rất khó tìm được chỗ, mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị thấy có người không ngại ghép bàn ăn cơm, hắn biến thành tích cực, mặt may tươi cười tiếp đón Chu Phàm. Chu Phàm do dự một chút, vẫn đi tới ngồi xuống, hắn cười nói: "Đa tạ ba vị huynh đài." "Có gì đâu." Xa nhà ở bên ngoài, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi, không tính là gì. Nói chuyện vẫn là nam tử áo xanh, hắn ngồi đối diện Chu Phàm. Hai người ở hai bên trái phải cũng ngật đầu với Chu Phàm, lộ ra một nụ cười. Đồ ăn của ba người chưa lên, Chu Phàm hỏi điếm tiểu nhị một chút, gọi một số rượu và thức ăn không tính là đắt lại dễ ăn. Sau khi điếm tiểu nhị rời đi, Chu Phàm mới nói chuyện với ba nam tử trẻ tuổi này. Nam tử áo xanh mở miệng gọi Chu Phàm tên là Tào Diên Phóng, hai người còn lại một người tên là Đàm Vân Phi, một người tên là Quan Ninh Phong. Nói chuyện một lúc, sau khi xem như đã quen. Tào Diên phóng cười nói, Chu Huynh, ngươi là một mình xuất hành à? Chu Phàm gật đầu nói, lúc trước ta là đi theo một thương đội tới lạc tượng dịch trạm, sau trạm dịch là lạc tượng xích đạo chủ, con đường này không tính là nguy hiểm, chuẩn bị một mình đơn độc tới cao tượng huyện. Cái giới này, nếu nói đơn độc xuất hành, quá khiến người ta chú ý, cho nên Chu Phàm nói nửa thật nửa giả. Hắn cũng nhìn ra được, trên người ba người Tào Diên phóng đều đeo phủ đại, hai người Tào Diên Phong và Đàm Vân Phi rất trường kiếm, mà bên cạnh bàn đặt một cây trường thương, đó chắc là của quan ninh phong. Ba người tàu diên phóng rất có thể là võ giả, hơn nữa ba người trẻ tuổi như vậy còn xuất hiện ở lạc tượng dịch trạm, điều này khiến trong lòng chu phàm lờ mờ có suy đoán. Không biết chu huynh tới cao tượng huyện để làm gì? Quan linh phong không nhịn được hỏi. Chưa 1042, mới ra đời hai. Ninh phong, đừng hỏi lung tung. Sắc mặt tàu diên phóng có chút nghiêm túc nói. Xuất môn ra ngoài. Nhất là giữa võ giả không quen thuộc tiên kỵ nhất là tìm hiểu mục đích của người khác rất dễ dẫn tới hiểu lầm là ta mạo muội quan ninh phong vội vàng xin lỗi cái này cũng không tính là bí mật gì cả chu phàm lắc đầu cười nói chuyến này ta tới cao tượng huyện thành là để tham gia thư viện đại khảo nghe thấy là thư viện đại khảo ba người tào diên phóng đều không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng tào diên phóng cười nói vậy đúng là duyên phận rồi ba người chúng ta cũng đi tham gia thi vào thư viện chuẩn bị cho vào độc thư viện tào diên phóng vừa rồi thấy chu phàm trẻ tuổi như vậy trên lưng đao một thanh cự đao bên hông dắt một thanh trường đao liền có suy đoán như vậy cho nên mới mời chu phàm tới ngồi chung nói không chừng sau này chính là cùng trường quan ninh phong cũng cười nói đàm vân phi có chút ít lời không nói gì trên mặt cũng lộ ra nụ cười tào diên phóng lại nói hiếm có gặp cỡ nhau chu huynh lên đường một mình chỉ sợ cũng không an toàn hay là ba người chúng ta cùng đi cũng coi như có bạn ngươi thấy thế nào chu phàm chưa trả lời đồ ăn của ba người tàu Diên Phóng đã được bưng lên. Nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tào Diên Phóng mời Chu Phàm. Chu Phàm cũng không quá khách khí, động đũa uống rượu dùng bữa với ba người Tào Diên Phóng. Sau khi uống mấy chén, Chu Phàm mới hỏi, không biết Tào huynh các ngươi chuẩn bị lên đường lúc nào. Chu Phàm hỏi như vậy, cũng là có tâm tư muốn đi cùng một đoạn đường với ba người Tào Diên Phóng. Như vậy nói không chừng có thể từ trong miệng ba người Tào Diên Phóng biết được một số chi tiết cụ thể về thư viện đại khảo. Chúng ta chuẩn bị dùng xong cơm thì lên đường dẫu sao mới đến cao tượng huyện thành một ngày vậy có thể chuẩn bị thêm một ngày cho tham gia thi tào diên phóng nói ra ý định của ba người bọn họ trúc phàm cười nói ta cũng định như vậy trên đường nhiều ba vị chiếu cố nhiều hơn không cần khách khí chu huynh và chúng ta quen biết một hồi nếu trên đường gặp phải nguy hiểm gì chu huynh không địch lại cứ trốn tới sau lưng ta là được trên đường đi chưa gặp phải quái quyệt nào có thể chống đỡ được ba hiệp dưới trường thương của ta quan ninh phong uống được mấy chén sắc mặt có chút đỏ lên nói ta chỉ là nói một câu khách khí thôi sao ngươi lại nghiêm túc như vậy vẻ mặt chu phàm hơi đờ đẫn hắn rất nhanh liền cười nói vậy kính nhờ quan huynh ninh phong ngươi lại nói bừa gì đó trên mặt đàng vân phi lộ ra vẻ không vui nói tào diên phóng có chút lúng túng nói chu huynh hắn uống nhiều lại quá quan ninh phong bị đàm vân phi quát mắng cũng tỉnh rượu hơn một chút không dám nói lung tung nữa sau khi rượu quá ba tuần chu phàm không nghe được chuyện về thư viện đại khảo ngược lại biết được lai lịch của ba người tàu diên phóng ba người tàu diên phóng đều là võ giả đến từ các nơi khác nhau của lạc thủy hương Người của ba nơi khác nhau vì sao lại tụ lại cùng nhau bởi vì bọn họ không phải võ giả bình thường tàu diên phóng và đàm vân phi là xuất thân thế gia của lạc thủy hương có không ít thế gia chủ yếu ở cao tượng huyện thành nhưng cũng có bộ phận nhỏ thế gia bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vân tán cư trú ở các hương tàu gia và đàm gia chính là loại tình huống này về phần quan ninh phong thì là xuất thân thương nhân ba nhà tào đàm quan có sinh ý qua lại ba người bọn họ từ nhỏ đã quen biết mới kết bạn tới tham gia trì thực lực của ba người tào diên phóng đều đạt tới tốc độ đoạn thực lực như vậy chỉ cần không đi loạn ở một số nơi nguy hiểm cho dù gặp phải một số quái quyệt lợi hại cũng có thể dùng thân pháp tốc độ đoạn để đào thoát đây cũng là nguyên nhân ba người bọn họ không mang theo võ giả trong nhà dám kết bạn đến cao tượng huyện thành nhưng vẫn là lịch luyện không đủ ta không nói gì ba người các ngươi vài chén rượu vào bụng đã nói ra hết Chu Phạm cười cười uống một chén với ba con vàng mờ mới ra đời này, thầm nghĩ lòng. Sau khi cơm no rượu say, Quan Ninh Phong gọi điếm tiểu nhị tính tiền, Chu Phạm lần đầu quen biết càng không cần thiết phải chiếm tiện nghi gì, Cố Kiên chỉ đòi trả một phần. Trên mặt Quan Ninh Phong lộ ra một tia không vui, nhưng Tào Diên phóng đánh mắt cho hắn, Quan Ninh Phong không nói gì. Những cái này Chu Phạm đều nhìn thấy, hắn mỉm cười coi như không thấy. Trong ba người này, Tào Diên phóng giỏi ăn nói. Nam Vân Phi ít lời, Quan Ninh Phong thì không hiểu thế sự, trong lòng không giữ được bất kỳ chuyện gì, có chuyện là thích nói thẳng. Chắc là bị trong nhà làm hư, nhưng cũng không tính là người xấu. chương 1043 Ba Hoa Rời khách sạn, ba người tàu Diên Phóng còn muốn đi mua một số thứ như lương khô phù lục. Trúc Phạm không muốn đi theo, hãy mang người bọn họ một nén hương sau sẽ gặp lại đầu phố phía đông, qua thời gian thì không chờ nữa. Ba người Tào Diên Phóng vội vàng đi mua đồ, thư Trúc phàm muốn mua đều mua rồi, hắn muốn đi dạo trạng dịch một chút, mới tới đồng phố chờ ba người tàu diên phóng chỉ là hắn vừa đi chưa được mấy bước trên cái đầu trụi lùi có ba sợi tóc tóc đen không gió mà động dù xuống vãi đầu hắn khóe miệng chu phàm giật giật hỏi thầm trong lòng đừng nghịch có gì cứ nói ta muốn chân vịt tiểu quyền ủy khuất nói chân vịt của ngươi đã sớm bị tịch thu rồi chu phàm hừ lạnh một tiếng coi như ta nợ chủ nhân hiện tại ta muốn an chu phàm mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nuốt nước, nước miếng của tiểu quyền hắn bất đắc dĩ nói. Mua mua mua. Mau rụt về đi. Ba sợi tóc đó lập tức rụt về. Trúc Phàm lại đi vào trong khách sạn, điếm tiểu nhị đó có chút nghi hoặc hỏi, khách quan. Xin hỏi còn có chuyện gì? Đóng món 10 cái chân vịt nướng cho ta. Trúc Phàm nhìn lướt qua người chung quanh, nói khẽ. Thế này phải mê chân vịt tới mức nào? Ánh mắt điếm tiểu nhị có chút quái dị, có điều rất nhanh hắn liền cười cười gật đầu đáp ứng. Chu Phàm cố nén xung động muốn ôm mặt, lấy được vịt nướng đã đóng gói, sau khi thả nhiên như không từ khách điếm đi ra, mới bước nhanh tới một góc không người. "Xuất hiện đi." Chu Phàm chậm rãi nói. Có được sự cho phép của Chu Phàm, tiểu quyển mới dùng tốc bộ như bay từ đỉnh đầu của hắn chui ra, chạy vội tới 10 cái chân vịt dùng giấy mỡ, bỏ bọc lại trong tay hắn. Sau nửa nén hương, tiểu quyển ôm cái bụng phình to, nhảy mặt thỏa mãn chui về trong đầu chọc của Chu Phàm. Chu Phàm sờ sờ đầu, hắn lờ mờ cảm thấy đầu chọc của mình cũng biến thành sáng lên. Hắn biết đây khẳng định là mỡ vịt quệt vào thở dài dùng tay áo lau đầu mới đi đến đầu phố hắn đến đầu phố đợi một lúc ba người tào diên phóng rất nhanh cũng đến lúc này bốn người mới cùng nhau rời khỏi lạc tự dịch trạng hiện tại người lên đường không ít phía trước bọn họ có một thương đội phía sau thì là một tổ đội bảy người cũng không biết là làm gì bởi vì phía trước có thương đội bốn người chu phàm cũng không lo bảy người phía sau có ý đồ với bọn họ chu phàm nhìn bảy người phía sau bảy người đó chỉ có ba người nhìn thì là võ giả chắc không có uy hiếp gì đối với bọn họ hắn quay đầu không để ý tới nữa. Người này không phải ma mộc thụ hải, tương đội bình thường không có ý định thư võ giả xa lạ, đồng thời còn đề phòng không cho võ giả lạ tới gần. Bốn người chu phàm và thương đội cùng tiểu đội bảy người phía sau vẫn duy trì cự ly thích hợp. Là tượng xích đạo chủ rộng lớn, không giống xích đạo hoang dã khác. Người trên đường rất nhiều, nếu có võ giả muốn làm chuyện cướp bóc, rất dễ sẽ bị người khác nhìn thấy. Cho dù người khác không có thực sự ra tay giúp đỡ, nhưng có lẽ sẽ nhận ra người cướp bóc nếu không phải loại cường đạo như nhân thối đạo, cũng không dám làm chuyện bực này. Cũng chính bởi vì trên đường của xích đạo chủ thỉnh thoảng sẽ gặp phải người, chu phàm cũng không giáo quá ngông nghênh dùng tốc độ cực nhanh để đi đường, dẫu sao đây chính là xích đạo chủ đi thông tới cao tượng huyện thành. Quá gây chú ý cũng không phải chuyện tốt, đây cũng là một nguyên nhân sau khi hắn cân nhắc mới đồng hành với ba người tàu diên phóng. Nhưng may mà, cho dù là dùng tốc độ này để đi đường, bọn họ tối đa cũng cần khoảng 7 ngày là có thể tới cao tượng huyện thành đến lúc đó cách thư viện đại khảo vẫn còn hơn nửa tháng. Bốn người chu phàm đi được một lúc, quan ninh phong vẻ mặt chán nản nói: nghe nói xích đạo chủ đi thông tới thị trấn là an toàn hơn xích đạo bình thường cả chục lần. Quan huynh, đây không phải là chuyện tốt sao? Chu phàm có chút kinh ngạc hỏi: Chu huynh, cái này thì ngươi không hiểu đâu, không có quái quyệt tới cửa, chúng ta làm thế nào mà lịch luyện được? Ta vất vả lắm mới thuyết phục được gia phụ. Để ba người chúng ta một mình tới huyện thành thuận tiện lịch luyện luôn, chính là để không ngừng giết quái quyệt để thăng thực lực của mình nhưng diên phóng và vân phi lại không đồng ý tới bất kỳ nơi nào bị đánh dấu là nguy hiểm chỉ tiếc quái quyệt vạc trên đường xích đạo quá yếu quá yếu quan ninh phong có chút nước nở nói lịch luyện mấy ngày này đúng là tịch mịch như tiếc, không có một quái quyệt biết đánh cả cái này chu Phàm trồng mặc một chút quan huynh quả nhiên lợi hại bội phục bội phục tào diên phóng và đàm vân phi cười khổ một tiếng với chu phàm bọn họ sớm đã quen với tác phong này của quan ninh phong rồi đúng rồi Chu Huynh hiện tại là cảnh giới gì? Chương 1044 Ba hoa hai. Lúc này quan ninh phong mới nhớ ra hắn chưa hỏi cảnh giới của Chu Phàm. Chu Phàm do dự một chút nói. Ta đã khí khiếu đoạn. Dẫu sao bốn người đều tham gia thư viện đại khảo. Sau này nếu khi tham gia thi bị vạch trần, vậy thì rất xấu hổ. Đương nhiên quan trọng là, ba người tào diên phóng không phải người xấu, cho nên có một số tin tức lộ ra một chút cũng không ngại. Chu Phàm vừa nói xong, quan ninh phong phá lên cười, tào diên phóng và đàm vân phi cũng lộ ra vẻ mặt buồn cười ba người hiển nhiên đều coi chu phàm là đang nói đùa không ngờ ta ở đây lại là phải đối thủ như chu huynh quan ninh phong vỗ vai chu phàm trơ chọc hắn cho rằng chu phàm cùng giống như hắn là loại người ba hoa không cát cỏ mặt chu phàm lộ vẻ bất đắc dĩ không phải ta không nói ta nói mà các ngươi không tin vậy không liên quan tới ta tào diên phóng cho rằng cảnh giới của chu phàm thấp ngại nói ra hắn nói tránh đi người chúng ta hiện tại vẫn chưa biết chu huynh đến từ lý nào của lạc thủy hương các người đó còn chưa hỏi đã đáng đồng hành với ta hiện tại mới hỏi hoái miệng chu phàm giật giật cười nói ta xuất thân thiên lương lý hiện tại ở nhậm chức ở nghi loan ti nghi loan ti hai mắt Quan ninh phong lập tức sáng lên thất kính không ngờ chu huynh là cao thủ của nghi loan ti ta một mực muốn gia nhập nghi loan ti nhưng chỉ tức gia vụ không cho nếu không ta chính là đồng liêu của chu huynh rồi trên mặt hai người tào diên phóng và đàng vân phi đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn họ đúng là không ngờ chu phàm xuất thân nhi loan ti làm việc ở nhi loan ti bởi vì nguyên nhân quái quyệt không ít người đều biết công tác của nghi loan ti là nguy hiểm cỡ nào có điều tào diên phóng và đàm vân phi hơi nghĩ một chút liền hiểu được võ giả gia nhập Nhi loan ti trừ những võ giả ưu tú muốn đại triển hoành độ ở quan trường đại ngụy gia thần lớn là là vì sinh tồn cũng để kiếm được tài nguyên tu luyện không giống bọn họ từ nhỏ đã cầm y ngọc thực tài nguyên tu luyện trong nhà cũng sẽ chuẩn bị tốt cho bọn họ trong cảnh giới nhất định bọn họ không cần lo lắng tới vấn đề tài nguyên tu luyện quan ninh phong có thể không rõ tào diên phóng và đàm vân phi lại nghĩ tới chu phàm xuất thân không tốt lại kết hợp với chuyện ở trong khách sạn chu phàm kiên trì đòi trả tiền cơm của mình ở trong đầu bọn họ lập tức vẽ ra một hình tượng đệ tử hàn môn quật cường sau khi tào diên phóng và đàm vân phi hiểu được cũng không bởi vì chu phàm xuất thân không tốt mà xa lánh vẫn duy trì thái độ lúc trước nói chuyện phiếm với chu phàm bởi vì bọn họ đều hiểu, sắp tới thư viện tham gia đại khảo. Đều là kẻ có trí, ai biết đối phương sau này có thể cất cánh bay cao hay không. Bọn họ từ nhỏ được người trong nhà coi trọng dạy dỗ, không dám xem thường võ giả cùng di danh thư viện như bọn họ. Về phần quan linh phong, lại không nghĩ đến nhiều như vậy. Sau khi hắn biết Chu Phàm là võ giả của Nghi Loan Ti, cảm thấy hứng thú hỏi một số án kiện quái quyệt mà Nghi Loan Ti gặp phải. Sau khi Chu Phàm gia nhập Nghi Loan Ti, Lạp mây quái quyệt cộng thêm ở trong Nghi Loan Ti từng xem qua các án kiện về quái quyệt, cũng coi như là lịch duyệt phong phú, hắn chặn một số án kiện đặc thù hiếm thấy kể lại, không chỉ là Quan Ninh Phong, ngay cả hai người Tào Diên Phóng và Đàm Vân Phi nghe xong cũng tống tắc lấy làm lạ. Cho đến khi mặt trời ngả về tây, thương đội phía trước đã dừng lại nghỉ ngơi. Ba người Tào Diên Phóng thương nghị với Chu Phàm, nhất trí đồng ý dừng lại chuẩn bị qua đêm ở đây. Đám người một mực đi theo phía sau bốn người Chu Phàm cũng dừng bước, chuẩn bị qua đêm sở dĩ thương đội dừng lại bọn tàu diên phóng cũng dừng lại bởi vì ở dã ngoại của hoang dã nuôi không quá an toàn nếu xuất hiện vấn đề gì bọn họ có thể cầu cứu thương đội thương đội đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn bởi vì bọn họ không thể khẳng định nếu quái quỷ tập kích người khác xong liệu có tập kích thương đội hay không đương nhiên bọn trục phàm ở ngay gần cũng có lợi ích nhất định đối với thương đội chẳng khác nào phòng thủ phương hướng phía sau cho bọn họ chia sẻ áp lực của bọn họ điều này ở xích đạo nhiều người kỳ thật tương đương với quy tắc hiệp trợ ngầm thừa nhận đám người ở phía sau cũng là suy nghĩ như vậy nếu gặp chuyện không may bọn họ không giải quyết được có cơ hội cũng sẽ nhờ bọn chu phàm giúp đỡ năm xích đạo chủ chạy dài cao tượng huyện đội ngũ khác nhau vừa sẽ bảo trì cảnh giác không tới quá gần cũng sẽ vào lúc thích hợp ôm nhau sưởi ấm cho dù là ba người tàu diên phóng cũng đã sinh hoạt ở dã ngoại một đoạn thời gian không ngắn chu phàm và ba người bọn họ thuần thục tìm củi lửa đốt lửa trại Chương 1045 Tình báo lớp chữ giáp Có điều Tàu Diên phóng lại tranh trước thả vào hai đạo U Diễm Phù. Đây là hắn muốn tránh cho Chu Phàm đỡ sĩ diện, nén vào U Diễm Phù đối với võ giả phổ thông mà nói cũng coi như là đắt đỏ. Chu Phàm chỉ có thể coi như không có gì, nói chung thời gian còn dài, cũng không sợ không có cơ hội. Tối đa sau này hắn lại bổ sung U Diễm Phù là được. Người chung quanh lửa chạy màu U Lang, bọn họ yên lặng ăn lương khô, coi như cơm chiều tối nay. Đứa chỉ có một mình Chu Phàm, hắn rất có thể sẽ lựa chọn đi xa một chút săn bắn một số quái quyệt đồng thời đánh mấy dã thú bình thường làm bữa tối phong phú hiện tại tất nhiên không thể làm như vậy chỉ có thể cắn lương khô quan Ninh phong nhìn đống lược lại có chút cảm khái nói nếu thư viện đại khảo muộn một chút thì tốt rồi tào diên phóng và đàm vân phi sớm đã quen với loại cảm khái thổn tức này của quan Ninh phong bọn họ không có ý đáp lời nhưng chu phàm vẫn mở miệng hỏi vì sao chẳng lẽ quan huynh không chuẩn bị sẵn sàng thi vào thư viện ư Thi vào thư viện đối với ta mà nói thì có gì khó. Quan Đinh Phong thấy Chu Phàm tiếp trà, trong lòng hắn rất cao hứng, trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy tức núi là nếu thư viện đại khảo muộn hơn 1 2 tháng, khi đó ta khẳng định đã bước vào thể lực đoạn, đủ tư cách tham gia chi vào lớp chữ giáp của thư viện đại khảo lần này. Với thiên phú của ta, chỉ cần có thể tham gia chi vào lớp chữ giáp, khẳng định có thể thông qua, thuận lợi trở thành một trong người người của lớp chữ giáp." Thư viện chết tiệt, vì sao yêu cầu là thể lực đoạn mới có thể tham gia chi Quan Ninh Phong có chút căm giận bất bình nói. Nếu yêu cầu tốc độ đoạn cũng cho phép tham gia, vậy ta có thể tham gia rồi. Trúc Phàm có chút á khẩu không nói được gì, không biết tiếp lời thế nào. Thầm nghĩ người thành thật không ba hoa người giống ta vẫn quá ít. Minh Phong, ngươi câm miệng cho ta. Tào Diên Phóng xoa đầu vỗ chán, đừng nói tư cách chi vào lớp chữ giáp phải là thể lực đoạn. Cho dù hạ thấp yêu cầu, tốc bộ đoạn cũng không có bất kỳ cơ hội nào, ngươi chắc cũng hiểu. Không. Diên Phóng, là ngươi không rõ, ta không phải tốc độ đoạn bình thường, nếu ta có thể tham gia, khẳng định có thể thuận lợi qua được. Mặt quan ninh phong lộ vẻ kiên nghị nói. Đàng Vân Phi hừ một tiếng, ngươi có lấy mạng ra liều cũng không được, trong nhà không nói với ngươi sao. Khóa này đừng nói là thể lực đoạn, cho dù tẩy tủy đoạn cũng là hy vọng xa vời, năm hương của cao tượng huyện thực sự có hy vọng không vượt quá ba. Lớp chữ giáp khó như vậy sao? Chu Phàm ra vẻ khó hiểu hỏi. Giữa thế gia có liên hệ với nhau, hàng định sẽ biết một số tin tức mà loại đệ tử hàn môn như hắn không thể biết được chu huynh có thể không biết quan ninh phong nói lại lời lượt điểm đáng chú ý nhất của lớp chữ giáp trong thư viện đại khảo có điều những cái này chu phàm đều từ chỗ khác ngay qua rồi hắn ho khẽ một tiếng nói quan huynh kỳ thật ta cũng có tìm hiểu một chút về lớp chữ giáp ta là muốn biết vì sao lại khó như vậy bởi vì khóa này thiên tài xuất hiện lớp lốc gieo ta biết ba người trong thế gia của năm hương cao tượng huyện có hy vọng thông qua tham gia chi vào lớp chữ giáp đều là hoán huyết đoạn mặt đàm vân phi lộ vẻ hâm mộ nói sắc mặt chu phàm biến thành có chút vi diệu tu sĩ hoán huyết đoạn hắn từng thấy không ít nhưng tham gia lớp chư giáp chính là có hạn chế tuổi tác không thể vượt quá 20 tuổi 20 tuổi hoán huyết đoạn là trong thế hệ trẻ tuổi của cao tượng huyện cũng tuyệt đối xứng đáng là cao thủ vân phi cơ hội của bọn họ không lớn thực sự có cơ hội là thiên tài mà những đại thế gia của cao tượng huyện thành bồi dưỡng ra tào diên phóng cười khổ nói bọn họ là con cháu thế gia tốt hơn võ giả bình thường rất nhiều nhưng có đôi khi biết càng nhiều lại càng cảm thấy tuyệt vọng đối với thiên phú của mình bởi vì trên lịch giữa bọn họ và những thiên tài đó thật sự quá lớn ngươi nói đúng ta nghe nói trương lý gia và đông phương gia đều có khí khiếu đoạn chưa đến 20 tuổi đàm vân phi hít sâu một hơi nói sắc mặt chu phàm nghiêm lại thầm nghĩ những đại thế gia đó của cao tượng huyện không ngờ cũng có khí khiếu đoạn không đến 20 tuổi thiên phú như vậy cũng sắp đuổi kịp ta rồi xem ra lần này tham gia chi vẫn không thể lơ là có điều khí khiếu đoạn của ta là 180 sinh huyệt 180 tử huyệt toàn bộ đều đả thông, tuyệt đối có thể nghiền ép cường giả cùng thế hệ. Nhưng bọn họ chỉ có cơ hội mà thôi, chưa chắc có thể ổn thỏa tiến vào. Tào Diên phóng lại thờ hát ra nói. chương 1046, tình báo lớp chứ giáp 2, quan nên phong cũng biến thành có chút trầm mặc, hắn biết còn có người mạnh hơn, mại đến hắn ngay cả dục vọng để ba hoa cũng không có, chẳng lẽ lần này tham gia thi còn có thí sinh mạnh hơn cả những thiên tài của đại thế gia đó à trúc phàm hơi nần ra hỏi tào diên phóng cười khổ nói đương nhiên là có ta từ chỗ trưởng bối trong nhà nghe nói thiên tài kỳ này xuất hiện lấp lấp nghe nói là một lần mạnh nhất trong lịch sử quan gia rất trọng thị vì vậy cũng chuẩn bị tài nguyên tu luyện phong phú tới khó có thể tưởng tượng cho thí sinh lớp chứ giáp kỳ này làm như vậy cũng hấp dẫn được không ít thiên tài tham gia mà cao tượng huyện chúng ta ở chỗ xa xôi xưa nay yếu thế. Tài nguyên lớp chữ giáp của mỗi một huyện đều giống nhau, một số thiên tài để nắm chắc có thể thi vào hơn, đều chuẩn bị đến cao tượng huyện tham gia thi. Dưới tình huống như vậy nói không chừng tham gia trí lớp chữ giáp của cao tượng thư viện sẽ là khó nhất, thiên tài thế gia của huyện khác thì vẫn chưa biết, chỉ nghe nói thư viện và đại Phật tự đều phái ra đệ tử bí truyền của mình, chuẩn bị tranh đoạt một bộ phận nhỏ danh ngạch. Trong những đệ tử này nói không chừng sẽ có võ giả thiên tài liên mạch đoạn. Tâm tình của Chu Phàm có chút trầm trọng hắn cảm thấy sợ rằng không chỉ là liên mạch đoạn nói không chừng còn có thể có võ giả vượt qua cảnh giới liên mạch đoạn hắn đã sớm biết lớp chữ giáp mở ở thư viện cũng do lão sư thư viện dạy dỗ nhưng tài nguyên của lớp chữ giáp vẫn là do quan gia đại ngụy chủ tính chung các phương thế lực quyên tặng mà gom lại thư viện sẽ phái ra đệ tử bí truyền nhỏ tuổi gia nhập tham gia chi lớp chữ giáp cũng không phải chuyện kỳ khoái gì đại phật tự cũng vậy dẫu sao tài nguyên chung như vậy bất kể là ai cũng muốn cắn một miếng cho dù là nghi loan ti của quan gia cũng có khả năng phái ra cao thủ trẻ tuổi tới chăn gia trì cũng giống như hắn tỏ ý muốn tham gia nghi loan ti không chỉ không quấy nhiễu lạc thủy hương tứ bình sứ đều tỏ vẻ ủng hộ cho dù đây chỉ là ủng hộ trên tinh thần chu huynh ngươi nghiêm túc như vậy làm gì quan ninh phong thấy chu phàm dường như lâm vào trầm tư không nhịn được cười hỏi ngươi không phải cũng muốn tham gia chi vào lớp chữ giáp chứ nói thật chiến này ta quả thật muốn tham gia thi vào lớp chữ giáp chu phàm thẳng thắn nói ba người tào diên phóng ngơ ngác nhìn nhau quan ninh phong rất nhanh lại cười ra tiếng chu huynh ta quả thật không bằng ngươi công lực vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện đùa này của ngươi thật sự quá thâm hậu chu phàm bất đắc dĩ hắn biết sẽ như vậy mà có điều rất nhanh sắc mặt hắn liền trở nên ngưng trọng trầm giọng nói không thích hợp cẩn thận một chút ba người tào diên phóng nhận thấy ngữ khí nghiêm túc của chu phàm bọn họ lập tức trở nên căng thẳng nắm chặt binh khí thuận theo tầm mắt của chu phàm nhìn về phía sau đội ngũ từ bảy người tạo thành này xít đạo phía sau bọn họ lửa chạy vẫn phát ra quang mang u lam nhưng bảy người vây quanh lửa chạy lại phát ra quang mang màu vàng da tóc quần áo của bọn họ đều bị ngượng thành màu hoàng kim giống như bảy bức tượng hoàng kim không động đậy ở trong đêm đen là vô cùng chói mắt bảy bức tượng hoàng kim có người đang cúi đầu ăn cơm nắm trong tay cũng ngưng tụ thành màu hoàng kim có người quay đầu nói chuyện với đồng bạn khóe miệng hơi nhét lên hiển nhiên lúc ấy đang cười đùa vui vẻ có người chăm chú nhìn đống lửa có người trong tay bưng chén cái chén cũng hóa thành màu vàng sáng lạn. Cái này nhìn căn bản không giống người. Mà giống như bọn họ vốn bức tượng sang đẹp quý phái từ hoàng kim xa xỉ đã tạo thành. Đều là võ giả có kinh lịch nhất định ở giã ngoại. Ba người tào diên phóng, đàm vân phi, quan ninh phong lập tức dán mấy đạo phù lục lên trên người mình, lại dán cả trên binh khí. Chu phàm cũng dán hai đạo phù lục lên trên người mình, có điều hắn không rút đao. Lúc này ba người tào diên phóng không đặt tâm tư ở trên người Chu phàm. Nhìn ra được là quái quyệt gì không? đàm vân phi trầm giọng hỏi nhãn quang của hắn là nhìn về phía tàu diên phóng trong ba người bọn họ vọc thức của tàu diên phóng rất phong phú tàu diên phóng lắc đầu cẩn thận một chút có thể đã đang hướng tới bên chúng ta quan ninh phong nổ một ngụm nước miếng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía chỗ tối không được ánh lửa chiếu tới thương đội ở cách đó không xa cũng phát hiện dị thường sau khi trải qua một thoáng hỗn loạn ngắn ngủi rất nhanh liền bình tĩnh lại nếu thật sự không được chúng ta chạy tới bên thương đội tàu diên phóng nghĩ một chút lại nói hình như là phốn kim thú cấp hắc lệnh chu phàm bỗng nhiên nhớ tới loại quái quyệt này hắn chậm rãi nói cấp hắc lệnh chương 1047, phun kim sắc mặt ba người tào diên phóng lập tức trở nên tráng bệch với thực lực của bọn họ tối đa chỉ đối phó được quái quỷ cấp oán trong dù oán lệ đừng nói là cấp hắc lệnh cho dù là quái quỷ cấp bạch lệ bọn họ gặp phải cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy chu huynh và lúc thế này không thể nói đùa đâu hai mắt quan ninh phong chuyển động nhìn chăm chằm chung quanh, cười khổ nói. Ninh Phong, Chu Huynh có thể thích nói đùa, nhưng giờ là lúc nào rồi? Ngươi cho rằng Chu Huynh sẽ nói đùa với ngươi à? Sắc mặt đàm vân phi hơi trầm xuống nói. Ta không nói đùa, phun kim thú thích nhất chính là phun con mồi thành bức tượng màu vàng. Chu Phàm lắc đầu, lại nói rõ hơn. Nó còn am hiểu ẩn thân, nó hiện tại không hưởng dụng con mồi, có thể là muốn giết hết người ở phụ cận mới chậm rãi hưởng dụng. Các ngươi cẩn thận một chút. Nếu xác nhận là quái quỷ cấp hắc lệnh, Vậy chúng ta đừng nghĩ nhiều làm gì. Chạy tới bên thương đội. Để bọn họ hỗ trợ. Sắc mặt Tào Diên Phóng trầm trọng nói. Quái quỷ cấp hắc lệ không phải bọn họ có thể đối phó. Chỉ có hội hợp với người của thương đội mới nắm chắc sống sót. Nhưng tiền đề là thương đội nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Cái này lại có chút khó nói. Được, nếu đúng là phốn kim thú mà Chu Huynh nói. Vậy chúng ta bỏ chạy. Quan Ninh Phong cũng nói. Loại quái quyệt này khiến hắn không thể cậy mạnh. Chu Phàm không nói gì chỉ ngưng thần nhìn chung quanh loại quái quyệt biết ẩn thân này mới là khó giải quyết nhất chỉ có thể tận lực nghe tiếng phân biệt phương vị nhưng trong chỗ tối thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng vang quái dị của âm ảnh quái quyệt mang đến phiền toái rất lớn cho nghe tiếng phân biệt phương vị bỗng nhiên tiếng gió lay động có một đạo dịch tiễn màu vàng bắn nhanh ra chính là hướng về phía quan ninh phong dịch tiễn màu vàng ở cự ly gần đột ngột xuất hiện tiễn tốc đạt tới tốc bộ kinh người thân thể của quan ninh phong triệt để không kỳ phản ứng mắt hắn giống như ngưng kết nhìn dịch tiễn màu vàng đã ở gần trong gang tấc lúc này có người tóm lấy đầu vai quan linh phong kéo về bên trái khiến cả người hắn lã xuống đất dịch tiễn màu vàng bay ngang qua vị trí hắn đứng đâm vào trên cây ở ven đường không xa dịch tiễn không có gì lực sát thương hóa thành giọt nước phân tán nhưng cả cây hơi run run rất nhanh đã bị ngượng thành màu hoàng kim quan linh phong ngã xuống đất còn chưa kịp đứng lên đã thấy người kéo hắn hóa thành một đạo ảo ảnh phóng tới dịch tiễn hoàng kim trong bóng tối đây là chu phàm quan linh phong hơi nẩn ra lúc này mới nhận ra người vừa cứu hắn một mạng chính là chu phàm chu huynh mau trở lại trên mặt đàm vân phi và tàu diên phóng đều lộ ra vẻ lo lắng bọn họ cơ hồ đồng thanh hô lên trong bóng tối chuyển đến tiếng đánh nhau kịch liệt chúng ta tới hỗ trợ tàu diên phóng hơi do dự một chút hắn nắm chặt trường kiếm trong tay muốn lao ra đàm vân phi cũng vậy như vậy bọn họ không thể ngồi yên mặc kệ quan ninh phong cấp tốc từ dưới đất bò dậy trường thương trong tay hắn giơ ngang thân thể hơi khuỳnh xuống hai chân dùng sức lao về phía trước. Chỉ là ba người còn chưa lao ra khỏi biên giới mà lửa chạy chiều tới, tiếng đánh nhau bên kia đã ngừng lại. Điều này khiến ba người đều ngừng lại, Quan Ninh Phong khẽ cắn môi lại đạp bước sông tới. Tào Diên Phóng và Đàm Vân Phi vội vàng ngăn hắn lại, Đàm Vân Phi quát khẽ, "Đừng tới, đã kết thúc." Ý tư của kết thúc trong miệng hắn là nói Chu Phàm rất có thể đã chết, nếu không không thể khiến thanh âm đột nhiên ngừng lại. Trong bóng tối không chỉ có phún kim thú có thể là cấp hắc lệnh, còn có âm ảnh quái quyệt ẩn phục ở chung quanh, dưới tình huống chiến đấu có khả năng rất lớn đã kết thúc, lao ra cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ khiến mình lâm vào trong nguy hiểm. Chu huynh vừa rồi đã cứu ta. Trên mặt Quan Ninh phong lộ ra vẻ phẫn nộ. Khi ba người đang cãi cọ, bọn họ nghe thấy phương hướng bên đó truyền đến tiếng bước chân và tiếng kéo thứ gì đó. Ba người vội vàng ngừng cãi nhau, đồng loạt trở nên cảnh giác lui về phía sau một bước. Bên thương đội vẫn đang quan vọng, trước khi không rõ là nguy hiểm quái quyệt nào dẫn tới, bọn họ sẽ bảo trì loại trạng thái quan vọng này nếu ngay cả quái quỷ cũng không biết là gì. Tùy tiện nhúng tay, phiêu lưu thật sự quá lớn. Dưới ánh lửa, đập vào trong tầm mắt của ba người tao diên phóng trước tiên là Chu Phàm. Bọn họ ngẩn người, nhìn Chu Phàm tay trái còn kéo một con dị thú vàng óng ánh dài gần bảy thước bước tới. Dã thú đó có đầu dẹt. Thân thể tròn xe gập ghềnh, cái đuôi vàng óng ánh của nó cơ hồ là dài bằng thân thể, tứ chi to bằng đùi người trưởng thành, toàn thân bao phủ lân giáp hoàng kim rất dày. Chỉ là ở chỗ bụng của lân giáp có một vết thương máu chảy đầm đìa, Tết thương này tạo thành sự tử vong của nó. Chương 1048. Tự vả miệng đi. Ba người tàu Diên phóng có chút há hốc miệng, bọn họ ngây ngốc nhìn con dị thú vàng óng ánh gần như là sai lạ nó. "Chu huynh, đây là?" Quan Nghênh Phong có chút lắp bắp hỏi. "Phún kim thú." Chu Phàm cười trả lời. Ra mặt ba người tàu Diên phóng run run, nếu đây là phún kim thú cấp hắc lệ, Chu Phàm trong khoảng thời gian ngắn có thể giết chết phún kim thú là lợi hại tới mức nào. Đây chính là quái quỷ cấp hắc lệ quái quyệt cường đại mà phải mấy tỷ tỷ đoạn hợp lực mới nắm chắc giết chết được Khóe miệng quan ninh phong giật giật hắn chấn định lại cười nói với sự hài hước lúc trước của chu huynh ta nghĩ đây không phải phún kim thú chỉ là quái quyệt cấp hắc oán hiếm thấy nào đó trên mặt hai người tào diên phóng và đàm vân phi mang theo thần sắc do dự dẫu sao muốn bọn họ tin chu phàm tuổi tác tương đương với bọn họ lại có một mình liệp sát một quái quyệt cấp hắc lệnh, bọn họ vẫn có chút khó có thể tin được chu phàm vừa định mở miệng giải thích hai hàng lông mày lại nhướng lên nhìn về phía thương đội ba người tàu diên phóng cũng quay đầu lại nhìn thương đội có ba người dỡ đúc chạy tới bên bọn họ mọi người cẩn thận một chút vân phi nếu thật sự không được báo lai lịch của chúng ta dọa lui bọn họ tàu diên phóng cấp tốc thấp giọng nói hắn đây là sợ thương đội tâm hoài bất quỹ nếu biết bọn họ đến từ thế gia của lạc thủy hương thương đội có lẽ sẽ cố kỵ đây là trưởng bối trong nhà trước khi xuất môn đã dặn dò sắc mặt đàm vân phi nghiêm túc gật đầu quan ninh phong thì trụng mặc nắm chặt trường thương ba võ giả của thương đội rất nhanh dơ đúc mà đến đứng giữa ba võ giả này là một nam tử trung niên cao gầy tầng mắt của ba người bọn họ cấp tốc là bốn người chu phạm. sau đó dừng lại trên thi thể quái quyệt trên mặt đất lao phun kim thú cấp hắc lệ sắc mặt nam tử trung niên cao gầy biến hóa kịch liệt nói lời này khiến tào diên phóng đàm vân phi quan ninh phong người đơ lúc này bọn họ mới tin thì ra trên thi thể của quái quyệt bị giết chết trên mặt đất đúng là quái quyệt cấp bậc đã đạt tới cấp hắc lệ như chu phàm nói xin hỏi các ngươi là ai ra tay giết chết phốn kim thú nam tử trung niên cao gầy khách khí hỏi là ta sắc mặt chu phàm bình tĩnh nói không nhận ra cao thủ ở trước mắt đúng là thất kính nam tử trung niên cao gầy vội vàng ôm quyền nói thương đội chúng ta đang muốn phái người ra hỗ trợ không ngờ các ngươi đã giải quyết rồi hắn nói như vậy là đang tỏ rõ thương đội không có ý khoanh tay đứng nhìn không muốn Chu Phàm vì vậy mà tức giận thương đội không hỗ trợ. Trên mặt Chu Phàm không lộ ra bất kỳ nộ ý nào, chỉ bình tĩnh nói chuyện với nam tử trung niên này. Sau khi nói vài câu, nam tử trung niên cao gầy thấy Chu Phàm không có ý giận chó đánh nào lên bọn họ, hắn cũng không dám quấy rầy nữa. Mở miệng cáo từ, dẫn theo hai võ giả đó quay lại bên thương đội. Sau khi nam tử trung niên cao gầy dẫn theo hai võ giả trở lại thương đội, lại báo cáo việc này với quản sự và đội trưởng hộ vệ của thương đội. Người đó có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết quái quỷ cấp hắc lệnh thực lực bất phàm nhưng không thể đoán được là trình độ gì đội trưởng hộ vệ nghĩ một chút bình luận quản sự hơi lật đầu cẩn thận một chút chờ hừng đông lại phái người tới tặng một phần lễ mọn cảm tạ vị cao thủ đó giết phún kim thú bên bọn chu phàm sau khi võ giả của thương đội đi rồi bảo trì trầm mặc một lúc chu phàm nhìn về phía đống lửa chạy cách đó không xa bảy bức tượng hoàng kim đã bắt đầu tan chảy ngay cả tất cả vật trên người cũng hóa thành một bãi máu loãng đỏ vàng lẫn lộn hắn bất đắc dĩ lắc đầu bảy người đó trong nháy mắt bị phún kim thú phun thành bức tượng hoàng kim đã chết rồi quan ninh phong nhớ tới lúc trước mình cứ tinh vi trước mặt chu phàm Da mặt hắn có dày tới mấy cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ ho khẽ một tiếng nói chu huynh ngươi chắc không phải là võ giả thiên tài tới tham gia chi vào lớp chữ giáp chứ ngươi nói xem chu phàm cười hỏi lại hắn ngồi xuống dùng đức tự đao sắc bánh bắt đầu lột ra phún kim thú tài liệu có giá trị trên người phún kim thú chỉ có hai loại thứ nhất chính là lân giáp hoàng kim bao phủ trên người phún kim thú có thể chế tạo ra giáp trụ không tồi quan ninh phong cười ngây ngô một tiếng không hỏi nữa trong lòng hắn đã biết đây là thật hắn có chút muốn tự vả miệng lúc trước ba hoa thực sự quá mất mặt sắc mặt đàm vân phi và tào diên phóng có chút phức tạp bọn họ cũng không ngờ chu phàm là nói thật đồng thời trong lòng cũng nói thầm bọn họ chưa từng nghe nói lạc thủy hương có võ giả thiên tài như chu phàm tin tức của gia tộc bọn họ vẫn quá lạc hậu chương 1049, tự vả miệng đi hai. Kỳ thật không phải bọn họ quá lạc hậu, mà là tốc độ cuột khởi trong khoảng thời gian ngắn của Chu Phàm quá nhanh, nhanh đến đừng nói là thế lực khác, cho dù là nội bộ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti mà Chu Phàm trực thuộc cũng vừa mới tiêu hóa được một bộ phận sự thực. Chu huynh, ngươi nắm chắc thông qua tham gia chi lớp chữ giáp không? Quan Ninh Phong có chút hưng phấn hỏi, ngươi chi vào lớp chữ giáp, trong lớp có nữ tử vừa có thiên phú lại xinh đẹp thì đừng quên dẫn tiến huynh đệ, Tào Diên Phóng và Đàm Vân Phi cảm thấy mặt có chút nóng lên, da mặt quan ninh phong thật sự quá dày, như vậy cũng có mặt mũi mà nói ra được. Nược. Trúc Phàm cười kịp một tiếng, hắn đã lột xuống lân giáp trên người phốn kim thú. Chu Huynh, ngươi không cần để ý đến hắn, con người hắn. Tào Diên Phóng lường quan ninh phong một cái, cảm thấy quan ninh phong đúng là không có năng lực, hiện tại bọn họ đang đối mặt chính là võ giả khí khiếu đoạn, và nhất chọc giận Chu Phàm. Chu Phàm một tay cũng có thể thu thập ba người bọn họ. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy, thái độ của chu phàm đối với bọn họ không có một chút biến hóa nào vẫn bình dị gần gũi giống như lúc trước chu phàm lại bắt đầu cắt bụng phún kim thú từ bên trong móc ra một hạt trâu màu vàng to hơn quyền đầu chu huynh hoàng kim lân giáp này là dùng để chế tác giáp trụ vậy hạt châu này có ích lợi gì tào diên phóng tò mò hỏi chu phàm không mở miệng hắn chỉ dùng hạt trâu nhẹ nhàng đụng vào một khối đá dưới chân khối đá đó nhanh chóng hóa thành màu hoàng kim giống như vốn chính là một khối vàng hạt châu này có thể điểm đá thành vàng Quan Đinh Phong hít một hơi lạnh hỏi, nếu là như vậy, chẳng phải là vật báu vô giá sao? Không khoa trương như các ngươi nghĩ đâu. Chu Phàm lắc đầu, hắn lại di rời hạt châu khỏi đá, không tới vài giây đá từ màu vàng rút lại thành màu sắc vốn có. Phúng kim châu này có thể chuyển hóa những vật như đá sắt thành hoàng kim, có điều ít nhất phải nửa năm đến một năm mới có thể làm được củng cố. Hơn nữa lộ chuyển hóa mỗi lần không thể vượt quá thể tích của phúng kim châu. Kỳ thật tác dụng lớn nhất của nó là dùng làm tài liệu tu luyện cho công pháp kháng kích đoạn đối với phún kim thú cấp hắc lệ Chu phàm từng đọc qua tư liệu điển tịch chi tiết vì vậy rất hiểu biết cho dù là vậy cũng là giá trị xa xỉ vừa rồi ba võ giả của thương đội đó tới không ngờ có thể nhịn được không động thủ sắc mặt quan ninh phong khẽ biến nói ninh phong ngươi đừng những lời nốc mếch như vậy chu huynh có thể thoải mái giết chết phún kim thú chỉ cần đầu óc của võ giả thương đội không hỏng sẽ không bởi vì tài liệu của một quái quỷ cấp hắc lệ mà động thủ với chúng ta trên mặt tào diên phóng lộ ra vẻ bất đắc sĩ nói diên phóng ngươi nói rất có lý quan ninh phong nghĩ một chút thản nhiên thừa nhận con người hắn có một ưu điểm chính là có thể nhanh chóng chấp nhận thực tại chúng ta cùng tổ đội tiến vào hoang dã dựa theo quy củ hoàng kim lân giáp này do ba người các ngươi chia đều phún kim châu thì thuộc về ta các ngươi thấy sao chu phàm mở miệng nói thế sao được quan ninh phong trợn mắt lên chu huynh phún kim thú là ngươi giết chết chúng ta từ đầu tới cuối chẳng làm gì cả không thể cầm đâu Tào Diên Phóng và Đàm Vân Phi cũng lắc đầu, nguyên truyền cự tuyệt đề nghị của Chu Phàm. Tài liệu trên người một quái quỷ cấp hắc lệnh, cho dù đối với ba người Tào Diên Phóng xuất thân không tồi mà nói, dù là chia đều, tiền có được cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng bọn họ vẫn chịu được dụ hoặc mà cự tuyệt. Chu Phàm thấy vậy không kiên trì nữa, cất hai loại tài liệu này đi, trong lòng cũng đánh giá ba người Tào Diên Phóng cao hơn không ít, vẫn có chút không đúng. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, cái gì không đúng? thân thể ba người tàu diên phóng lập tức cứng đờ nhìn chung quanh bọn họ lo lắng lại có quái quyệt ập tới trong bóng tối trừ truyền đến một số thanh âm quái dị ra không còn bất kỳ điều gì dị thường vậy rốt cuộc có gì không đúng ba người tàu diên phóng cảm thấy khó hiểu đối với điều này các ngươi quên rồi à đây là xích đạo chủ quái quyệt cấp oán là không thường thấy càng đừng nói phún kim thú cấp hắc lệnh chúc phàm chậm rãi nói ba người tàu diên phóng hơi ngẩn ra rất nhanh liền có phản ứng điều này quả thật không thích hợp. Trên xích đạo chủ có không ít quái quyệt, khi giết đạo chủ mới xây thành bị không ít quái quyệt tập kích. nhưng theo thời gian trôi qua, xích đạo chủ tập kích xích đạo chủ phần lớn đều chết rồi. cho dù là quái quyệt không có lý trí, cũng hình thành một loại thói quen, biết xích đạo chủ nguy hiểm, từ đó không tùy tiện tới gần. cho dù là phụ cận xích đạo chủ cũng rất ít xuất hiện quái quyệt cường đại. chương một nghìn không năm mươi không mắc ngưu, trừ khi là tình huống rất đặc thù mới hấp dẫn quái quyệt cường đại tới đây. Chu Phàm nhìn ba người Tào Diên phóng, cảm thấy không thể là ba người bọn họ, hắn lại nhìn thương đội phía trước, hắn có chút hoài nghi là thương đội hấp dẫn tới. Đương nhiên chỉ là hoài nghi mà thôi. Liệu có phải vận khí của chúng ta không tốt mới và phải quái quỷ cấp hắc lệ không? Đàm Vân Phi do dự một chút nói. Vận khí không tốt. Ta cũng thiếu chút nữa quên sự thực mình là vô mệnh chi nhân, chẳng lẽ là vận rủi của mình lại phát tác, cho nên mới hấp dẫn phún kim thú tới đây. Trong lòng Chu Phàm run rẩy, nghĩ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không đúng bởi vì vận rủi của vô mệnh chi nhân chắc là vận rủi khó có thể ứng phó mới đúng phún kim thú đối với hắn hiện tại mà nói là quá yếu ngả lại vận rủi chắc sẽ không phát tác thường xuyên như vậy mới đúng chu phàm không nghĩ ra hắn lắc đầu nói cẩn thận một chút là được rồi thời gian không còn sớm hai người chúng ta trực luân phiên hai người khác ngủ trước đợi lát nữa trao đổi bốn người thương nghị một chút tào Diên phóng và quan linh phong trực thủ trước chu phàm và đàm vân phi trực thủ nửa đêm sau sau khi thương lượng xong Chu Phàm bước tới một bên, bắt đầu tu luyện thông thường. Ba người Tào Diên phóng cũng một người vừa bắt đầu tu luyện công pháp thông thường, không ít võ giả đều có thói quen tu luyện trước khi ngủ như vậy, đặc biệt là đối với bốn người bọn họ mà nói. Đại hảo sắp tới, lại càng không dám có chút lơ là. Chu Phàm chủ yếu là ăn thập khiếu đang tu luyện vạn tượng khí vũ công, sau khi đan dược tan ra, hắn thoải mái đả thông 10 khiếu rồi nằm xuống ngủ. Chu Phàm xuất hiện trên truyền của khôi hà không gian, nhìn một cái, phát hiện Triệu Nhã Trúc và Thực Phủ triệu nhã trúc và thực phù không nói chuyện thực phù dựa vào lăn can truyền triệu nhã trúc thì khoanh chân ngồi trên giáp bản nàng chỉ lạnh lùng nhìn chu phàm không hé răng bầu không khí này có chút lạnh lùng trong lòng chu phàm nghĩ hắn chỉ nhìn thực phù hỏi sâu sám của ngươi thu thập thế nào rồi đây là vấn đề mà chu phàm rất quan tâm thực phù xị mặt không trả lời ta muốn xem số lượng sâu sám của ngươi phụ tá chu phàm dùng ngữ khí vinh mặt hất hàm nói với triệu nhã trúc sắc mặt triệu nhã trúc lạnh lùng nhưng cái này cũng giống như mấy loại mệnh lệnh mà nàng không thể làm trái ý người lên thuyền như câu cá chu phàm cũng biết nàng không thể vi phạm mới cố ý dùng thái độ như vậy triệu nhã trúc sắc mặt lạnh lùng búng tay một cái quả cầu lưu ly màu lam của thực phù hiện ra trong không trung bên trong chỉ có mấy chục con sâu xám lớn 32 con sâu sám lớn triệu nhã trúc nói ra con số chính xác chu phàm nhíu mày nói với thực phù quả ít ngươi phải tiếp tục nỗ lực mới được khẩu khí giống như nói với người hầu trong nhà rất khiến người ta hận. Ánh mắt thực phù lạnh lùng, nói. Ngươi đòi năm ngàn con sâu xám lớn mới cho ta vạn mộc xuân, ta không làm được, cho nên ta từ bỏ. Từ hôm nay trở đi, ta một con quái quyệt cũng không giết. Vậy tùy ngươi. Sắc mặt Chu Phàm bình tĩnh nói có năm ngàn con sâu sám lớn mới có vạn mộc xuân. Ngươi muốn vạn mộc xuân thì dùng sâu xám để đổi. Nếu ngươi không muốn cho nàng vạn mộc xuân thì cứ nói là được. Một tiểu hai tử như nàng sao có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập được nhiều sâu xám lớn như vậy triệu nhã trúc cười nhạo nói đúng là ánh mắt thiển cận người phụ tá trưởng thành lên chính là rất có lợi đối với ngươi nhưng ngươi chỉ nhìn cái lợi nhỏ trước mắt triệu nhã trúc nói tốt cho thực phủ là cố ý hay là vô tình trong lòng chu phàm hiện lên suy nghĩ như vậy sắc mặt hắn lạnh lùng nói chuyện quá xa thì ta không muốn nhìn ta trước nay chỉ nhìn chuyện trước mắt nếu nàng không thể trong thời gian ngắn thu thập được năm ngàn con sâu sám lớn vậy người phụ tá như nàng đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì một người phụ tá không có bất kỳ tác dụng gì, bất kể sinh tử hay là chuyện gì đều không liên quan tới ta. Trúc Phàm rất nhanh không để ý đến Triệu Nhã Trúc và Thực Phù nữa, đi đến một bên ngưng tụ sương mù tu luyện. Chỉ là tu luyện không đến một lúc, hắn cảm thấy thân thể của mình biến thành có chút hư ảo, điều này khiến hắn hơi biến sắc, rất nhanh hắn liền biến mất khỏi thiền. Sau khi biến mất, đoa dương mù ban đầu cũng theo đó tản ra. Triệu Nhã Trúc và Thực Phù lập tức phát hiện điều thường, Triệu Nhã Trúc ồ lên một tiếng. Thực Phù hơi sửng sốt hỏi hắn đi đâu rồi? ra ngoài rồi ngươi vẫn chưa biết nếu bên ngoài có người gọi hắn tiền sẽ để hắn rời khỏi có điều muốn lại tiến vào vậy phải chờ đêm ngày mai mới được triệu nhã trúc giải thích xem ra hắn ở bên ngoài là gặp chuyện không thể không thoát khỏi thiền